Mọi người nhớ đăng ký với ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Hòa hoãn mối quan hệ giữa nhân tộc và bọn Thánh Linh đó. Bọn Thánh Linh ở Thái Hư Cảnh, danh tiếng trước giờ không được tốt. Bên Tổng Phủ Tư cũng không thể trách họ. Mà lần này đến chi viện, hại chết hai vị bát phẩm nhân tộc ta. Tin này nếu truyền đến bên Tổng Phủ Tư, Hạng Sơn, Mễ Kinh Luân, họ làm sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Theo quân lệnh, đảo cơ lên trạm, nếu lúc đó họ giết hay không giết, giết một đảo cơ có lẽ không khó, nhưng lại đắc tội với Thánh Ninh từ trong Thái Hư Cảnh ra, đó là một luồng sức mạnh không nhỏ. Nhưng mà không giết, làm sao ổn định quân tâm. Không có Dương Khai ở bên này giết đảo cơ, lần này là bên Tổng Phủ Tư tiến thoái lưỡng nan. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy. Cái đầu gỗ đó của ngươi nghĩ con khỉ ấy. Tin lan truyền ra rồi, các tướng sĩ của nhân tộc chắc chắn là sẽ sinh lòng đề phòng bọn Thánh Ninh này. Này, Mặc tộc xâm lược tam thiên thế giới, nhân tộc Thánh Ninh sánh vai tác chiến. Một khi sinh hiềm khích, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến Thánh Ninh tổ địa và Bất Hồi Quan. Dù sao thì bọn Thánh Ninh chúng mới là một nhà. Hoàn cảnh bây giờ của tam thiên thế giới sắp bị lật đảo. Nếu Thánh Ninh nhân tộc không thể nào đồng tâm hiệp lực ngự định, hậu họa là khó lường. Ngươi nói đúng, giống như ta nghĩ vậy. Cho nên đảo cơ phải chết. Cũng chỉ có thể do Dương Khai giết hắn. Đảo cơ chết rồi, nhân tộc mới không sinh ra hiềm khích với Thánh Ninh. Tiểu tử này có chân truyền của hạng đại đầu và Mễ đại đầu, sau này gọi hắn là Dương đại đầu được rồi. Nghe thấy chưa, học hỏi Dương sư huynh của người. Đừng lên chiến trường thì như tên ngốc xông lên trước. Ngày thường dùng não cho nhiều vào. Ngươi lên chiến trường như tên ngốc xông ra trước không phải ta, là sư tôn người có được hay không? Dạ, đệ tử ghi nhớ rồi. Muốn Dương Khai đến tọa trấn Huyền Minh Vực, thống lĩnh vực này ta không có ý kiến, chỉ là không biết não phí họ nghĩ thế nào. Họ có thể có ý kiến gì? Lấy hai vị não tổ của nhân tộc bị cầm chân ở Phong Nam Vực, không thể nào cử động, mỗi một chiến trường đều thiếu người định chỉ, người định đỉnh. Thực lực của Dương Khai lớn mạnh như vậy, nếu thật sự để hắn tọa trấn Huyền Minh Vực, vậy hắn chính là định hải thần trầm, não phí họ cầu còn không được. Cũng đúng, chuyện này quyết định vậy đi, để Dương Khai đến tọa trấn Huyền Minh Vực, chúng ta giúp hắn. Chờ đã, Dương tiểu tử hắn bằng lòng hay không? Yên tâm, hắn sẽ bằng lòng. Như Mộng à, đừng nhìn ta như vậy nữa. Phu quân ta thật sự là bị thương rồi, không lừa nàng. Dùng 4 lần xa hồn thích. Thần hồn xé lát nghiêm trọng, cho dù là có ôn thần niên, thương thế không ảnh hưởng căn cơ, nhưng cũng cần thời gian để hồi phục. Như Mộng, quan nhóc này thiếu xử lý. Chờ thương thế của ta hồi phục, ta nhất định là phải nói chuyện đêm dài, giải quyết nàng ta một trận mới được. 10 ngày sau, chúng tướng sĩ nhân tộc tu chỉnh, dưỡng thường. Đến lúc này, Dương Khai đang chuẩn bị sử dụng tịnh hóa chi quang, phong tồn vào trong khu mặc hạm. Nay chiến tuyến các nơi ở nhân tộc khẩn trương, một mặt là do vấn đề binh lực, mặt còn lại là vấn đề của tài nguyên hậu cần. Luyện đan sư luyện chế khu mặc đan, cũng không đủ cầu giao chiến với mặc tộc. Nếu không có đủ khu mặc đan, đến khắc chế sự ăn mòn của mặc chi nực, các tướng sĩ sẽ đưa tay chịu trói. Mà trải qua đại chiến nhiều năm, tịnh hóa chi quang ở trong các quan ải của nhân tộc sớm đã tiêu hao sạch rồi. May mà nay trở về, hoàng tinh và lam tinh không thiếu, tịnh hóa chi quang muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa hiện tại không chỉ có mình ta có thể sử dụng tịnh hóa chi quang, Tô Nhan cũng được. Còn lại 9 đạo ấn ký, ta đã bảo Ngụy đại nhân truyền tin Tổng Phủ Tư để họ sắp xếp phân phối. Nhưng muốn chứa Thái Dương ký và Thái Âm ký, nhất định là phải có Thánh Ninh chi thần. Nhân tộc không thể nào chứa đựng, đáng tiếc. Như vậy phần lớn chiến trường đều có thể có người, có thể sử dụng tịnh hóa chi quang tọa chấn, có thể giảm áp lực bên phía nhân tộc. Đại nhân, người của Tổng Phủ Tư đến rồi. Ngụy đại nhân và Âu Dương đại nhân họ bảo ngươi qua đó, cùng nhau nghị sự. Ta cũng đi, không hay lúc này gọi ta qua không lẽ à? Ơi, về nói với Ngụy đại nhân, cứ nói thương thế của ta rất nặng, về trị thương trước.
Đại nhân, bên trên có lệnh, đại nhân đừng làm khó ta. Không phải là làm khó người, ta thật sự nương. Tiểu tử thối, cút vào đây. Tổng phủ tư, ngươi đến à? Hạng Sơn, hạng đại nhân đích thân đến. Hạng đại đều đích thân đến. Thật là hắn không có việc gì, không ngờ tổng phủ tư quan sát toàn cục chạy đến đây làm gì. Ngoài đại điện nghị sự nhất thời. Dương huynh lâu rồi không gặp. Cơ huynh, tứ nương. Trước mắt bao gồm cả cơ não tàm, hoàng tứ nương và phụng lục lang. Ơi, chín người toàn là thánh đình, và lại đa số đều là phụ tộc. Bên tổng phủ tư đã chọn các thánh ninh này làm người kế thừa thái dương ký và thái âm ký rồi sao? Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Trước cửa đại điện nghị sự, cơ huynh, phục quảng tiền bối bây giờ thương thế sao rồi? Hai vị thánh long của long tộc lúc đó từ trận ở hư không chi vực, bây giờ chỉ còn lại phục quảng tiền bối. Không chỉ là cột trụ của long tộc, mà cũng là lãnh tụ của cả thánh ninh. Cuộc chiến ở không chi vực, phục quảng tiền bối đã bị trọng thương, suýt chút nữa thì tử trận, mấy năm nay vẫn đang trị thương. Nhưng thực lực tới mức như ngày ấy, bị thương thì khó, muốn hồi phục cũng khó. Câu này không phải đùa, thực lực càng mạnh, hồi phục sẽ càng khó khăn. Với ngại, nghe ý của cơ não tàm, phục quảng tiền bối chắc chắn là bị cự thần ninh mặc sắc làm bị thương. Hôm đó suýt nữa thì tử trận. Tiền bối đang ở trong long đàm của long tộc trị thương. Không sai, chuyện này ta cũng không giúp gì được. Đá tạ tứ nương hôm đó đã tặng nông vũ, hôm nay vật về với chủ cũ. Là ta tự muốn ra ngoài xem sao, không cần phải cảm ơn đâu. Bây giờ bất hồi quan đã bị phá hoại, đại thề bổn nguyên phượng tộc cũng không còn bị trói buộc nữa. Trước đây ta muốn rời khỏi bất hồi quan, nhưng không còn muốn dùng cách này để rời đi. Yên tâm đi, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta quay về bất hồi quan, giành lại bất hồi quan từ tay của Mặc tộc. Ơi, tình cảm hai người tốt thật. Bớt nói nhảm đi, Dương Khai vào điện nghị sự. Vậy nói sau nhé, chư vị cứ tự nhiên. Tiểu tử hậu bối Dương Khai, thám kiến chư vị tiền bối. Hậu bối. Sư đệ nghiêm trọng quá rồi đó, bây giờ đã là bát phẩm cũng tương đương với bọn ta, sao có thể xưng hội bọn ta là tiền bối được, nên xưng bằng huynh đệ. Chúng ta là võ giả, chỉ xem xét tu vi cao thấp, không quan trọng tuổi tác ngắn dài. Sư đệ tuổi còn trẻ đã là bát phẩm khai thiên, tiền đồ tương lai vô hạn. Không sai, không sai. Mấy não già chúng ta coi trọng ngươi lắm đấy. Ơi, câu này chỉ còn kém không nói ta chính là tương lai của nhân tộc rồi. Nếu nói hạng đại đầu không có chỉ thị ngầm gì, thì ta đánh chết cũng không tin. Chư vị huynh đệ quá khen, tiểu tử chỉ là vận may tốt hơn một chút, không thể nào nhận lời khen như vậy được. Nếu muốn hàn huyên thì lát nãy nói, Dương Khải bảo ngươi tới đây là muốn cùng ngươi thảo luận về tình hình của huyền minh vực. Tiếp theo mọi người lại lấy đều có ý kiến. Đây là cuộc nghị sự của cấp cao, các bát phẩm ở đây đều là trụ cột của huyền minh quân. Phụ trách trấn thủ các phòng tuyến, nắm rõ tình hình của huyền minh vực như lòng bàn tay. Theo dòng thời gian trôi đi, từng vị bát phẩm phát ngôn. Dương Khai đối với thế cục của huyền minh vực cũng hiểu rõ hơn. Dáng vẻ nghiêm nghị, đúng là phong phạm của lãnh tụ. Đâu có giống ai, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, cùng các tiểu tỷ tỷ chơi đùa. Ơi, Như Mộng cũng không gây chuyện nữa, trước mắt không biết là dịu dàng ôn nhu thế nào đây. Dương Khai. Ơi, hạng đại nhân có việc gì sao? Dương Khai, ngươi có gì muốn nói? Không. Vậy ngươi cười vui thế làm gì? Chỉ là nghĩ đến vài chuyện thú vị mà thôi. Vừa rồi ngươi nghe nhiều như thế, ngươi đã hiểu tình hình của huyền minh vực hay chưa? Chuyện này hỏi ta làm gì? Tốt lắm, Dương Khai của tinh giới tiến lên nhận lệnh. Đi đi. Ai có Dương Khai. Đại chiến lần trước,
Huyền Minh vực chiến sự nguy cấp, Dương Khai một mình giết chết ba tiên thiên vực chủ. Cận lực ngăn cản, cứu Huyền Minh vực khỏi cảnh nguy nan, có công lao cực lớn. Trận chiến trước đây với Mặc, Dương Khai cũng tiên phong đi đầu, giết địch vô số, chiến công nương nẫy. Lai Tổng Phủ Tư ra lệnh cho Dương Khai trấn thủ Huyền Minh vực, thống lĩnh Huyền Minh quân, nhậm chức quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân. Quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân, chắc chắn là không đùa với ta chứ? Huyền Minh quân có khoảng 60 vạn quân, giao cho ta ở. Ơi, ở chiến trường Mặc, ta chỉ là một đội trưởng của tiểu đội mà thôi. Vợ trưởng này, tổng trấn còn chưa nằm, loáng cái đã bắt làm quân đoàn trưởng của một đại quân, lần này làm hơi lớn rồi đấy. Chẳng trước đây lúc bàn chuyện, các bát phẩm kia đã hồi báo tỉ mỉ thế nào, hóa ra chẳng phải là nói cho Hạng Sơn nghe, mà là nói cho ta nghe. Một đám náo cáo già liên thủ lừa dối ta. Đại nhân, tiểu tử còn trẻ, tư chất lông cạn. Trước quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân trọng đại, sợ là không thể nào nhận được, mong đại nhân xem xét. Người tuổi không lớn, có lẽ tư chất còn kém, nhưng chiến công không phải ai cũng bì được. Huống hồ có chư vị bát phẩm ở đây giúp đỡ thế còn không sao. Giúp đỡ thế có sao đâu, trừ phi bản thân ngươi không muốn. Đại nhân minh giám, tiểu tử chính xác là không muốn, cũng không dám. Huyền Minh vực đại điện nghị sự, đại nhân minh giám, tiểu tử không nguyện ý cũng không dám. Thành thật với quân đoàn trưởng Huyền Minh quân, vậy ta phải tọa trấn ở Huyền Minh vực quanh năm rồi. Những sở trường của ta là săn lùng trưởng giả Mặc tộc. Thật sự không nguyện ý sao? Ấy, bò không uống nước cũng không thể lào, ép ấn đâu. Nếu ngươi thật lòng là không nguyện ý thì ta cũng không làm khó người. Bên phía Huyền Minh quân, tổng phủ tư sẽ thương lượng lại. Đại nhân anh minh thần võ, hàng đại đầu dễ nói chuyện vậy sao? Báo, cái chiến tuyến đông bộ ngàn vạn dặm, có đại quân của Mặc tộc áp sát. Giả Diệc Trần trinh sát của tiền tuyến. Toa gan, đám Mặc tộc này lại dám tìm chỗ chết. Có vẻ như lần trước vẫn chưa đả thông được bọn chúng. Mặc tộc đang làm gì vậy? Lần trước vừa mới bại binh rút lui, chết ba vị tiên thiên vực chủ. Bây giờ chưa được bao lâu, vậy mà lại trở lại xâm lược hay sao? Hạng đại nhân, lão phu xin chống giặc. Hiếm khi Trần Tổng Trấn có lòng đẩy lui giặc phê chuẩn. Trần Tổng Trấn chuẩn bị mang bao nhiêu người qua đó? Không cần quá nhiều, bản thân binh lực nhất trấn là đủ. Được, nhân tộc của ta mặc dù đang suy yếu, nhưng vẫn không thiếu tinh thần dũng cảm. Trần Tổng Trấn tuổi già nhưng mà chí khí mạnh mẽ, là tấm gương cho chúng ta nếu đã như vậy. Chuyện gì thế à? Quân tình gấp gáp như vậy, binh lực hai bên sao so sánh được? Số lượng cường giả của Mặc tộc thì sao? Chẳng có chút tình báo nào, sao có thể vội vàng như vậy chứ? Đợi chút, Dương Khai, ngươi có lời gì muốn nói hay sao? Hạng đại nhân, nếu ta nhớ không nhầm, bây giờ ở Huyền Minh quân, binh lực nhất trấn không quá 2 vạn người, vậy binh lực đến xâm phạm của Mặc tộc có bao nhiêu các huynh có biết hay không? Quan tâm bao nhiêu làm gì giết là được. Đại nhân, Trần Mỗ đi rồi, lần này nếu chết trên chiến trường, hy vọng các vị đại nhân hãy thu xác cho ta. Yên tâm đi, sẽ không để xác của các tướng sĩ ở ngoài đâu. Nói đùa gì vậy? Vài người vợ của mình ở trong đội của Trần Tổng Trấn, quân tình không rõ ràng này, làm sao mình yên tâm để bọn họ lên trận giết địch cơ chứ? Lão phu cũng đi. Trần Tổng Trấn xin dừng bước. Dương Khai to gan, 5 lần 7 lượt ngăn cản tiền tuyến xuất binh, người muốn tạo phản hay sao? Các vị sư huynh đều là nhân vật đã sống hơn 1000 năm, thậm chí là vài vạn năm, liên thủ với nhau để lừa tiểu tử như ta, lương tâm của quác huynh không biết đau hay sao? Dương sư đệ có ý gì? Lão phu tai điếc mắt hoa, tư duy chậm chạp, có điều không hiểu lắm. Vẫn còn diễn, ông là người nhảy nhót giỏi nhất đấy. Đời người từ xưa đến nay ai không chết, khỏi phải hy sinh nơi chiến trường. Đừng làm thơ linh tinh nữa. Dương Khai, muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng có lòng vòng. Ấy, ta muốn nói gì trong lòng huynh không rõ hay sao? Ngồi ở đây đều là cường giả bát phẩm, sao có thể cộc cằn như thế chứ? Rõ ràng là đang diễn cho ta xem, muốn ép ta nhận chức hàm quân đoàn trưởng. Mong các vị đại nhân mau chóng đưa ra phương án.
nếu không rằng đồng bộ phòng tuyến không chống cự được đâu. Ây, A Trần, ngươi thật đấy à? Dương Kha nuôi xuống, nếu ngươi không muốn đảm nhiệm chức hàm trong quân, thì ngươi không có tư cách nói này nói kia, Trần Tổng Trấn xuất binh đi. Chuyện này nếu lão phu không may mà chết. Ây, vừa uống rượu, vừa trò chuyện đúng không, ta câm miệng đây. Dù sao ta biết rõ các huynh đang diễn kịch, mà còn nhận chức quân đoàn trưởng, vậy thì ta chính là chó. Dẫn theo tàn quân giết giặc tộc, ở đại bản doanh của Ngọc Lát Đá Tàn. Để không oan uổng cho cơ thể bảy thước của người đàn ông này. Ây, tiểu tử có tài đức gì, nhiều bát phẩm như vậy nên thủ với Hạng Sơn diễn kịch, chỉ để mình đảm nhận quân đoàn trưởng Huyền Minh quân. Hiếm khi các vị huynh đệ quan trọng như vậy, tiểu tử nhiệm đảm nhận chức quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân, tọa trấn Huyền Minh vực. Có mạng tiểu tử ở đây, chắc chắn là sẽ bảo vệ Huyền Minh vực không bị mất. Ồ, sao lại đổi ý rồi? Chẳng tại sao cả, ta còn trẻ, tâm tư thay đổi nhanh. Không thay đổi mà được hay sao? Các huynh từng người xuất chiều, làm sao ta đấu lại được mấy lão già các huynh cơ chứ? Được, quyết định thế đi. Đây là quân đoàn trưởng Tri Ấn. Từ hôm nay, Dương Kha chính thức nhận chức quân đoàn trưởng Huyền Minh quân. Cả Huyền Minh quân này phục tùng nghe lệnh, dám kẻ nào làm loạn, phản bội, trừng phạt không nương tay. Chúng thần nhận lệnh. Dương Kha nhận lệnh. Đây không chỉ là nhất phương đại ấn giao vào tay ta, còn có tính mạng 10 vạn tướng sĩ nhân tộc của nhất phương đại vực. Khí tức của tiểu tử này thay đổi rồi, huyền diệu hơn lúc trước vài phần, quả nhiên là thiên mệnh. Sao? Báo cáo các vị đại nhân, đồng bộ phòng tuyến truyền tin nhanh tới, Mặc tộc đại quân đã rút lui. Điều động trước đây e rằng chỉ là hiểu lầm. Chân tác giáp trinh sát tiền tuyến. Dương tiểu tử nhận chức quân đoàn trưởng, tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài, mà Mặc tộc đã rút binh rồi. Đúng là ông trời phù hộ cho nhân tộc ta. Cơ thể bảy thước gì chứ, ta thấy ông chưa đến 5 thước. Rút lui là tốt, Tổng Trấn. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, hãy nắm. Ơi, các huynh có mệt hay không hả? Diễn kịch đến bây giờ, còn có một tình tiết kết thúc nữa. Kế hoạch chu toàn thật đấy. Đúng vậy hả? Đúng là ông trời phù hộ cho nhân tộc ta. Nhớ năm đó, lúc ta xuyên qua thông đạo vào Mặc Chi chiến trường, chẳng qua chỉ mới là lục phẩm nhỏ bé, mà bây giờ đã trở thành quân đoàn trưởng của nhân tộc nhất quân. Đây không chỉ là một chức vụ, mà còn là xương cốt chính của 10 vạn tướng sĩ nhân quân, nhất quân. Ta tuyệt đối không thể nào phụ lòng của họ. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đại điện nghị sự, thời gian của ta không còn nhiều. Lần này đến, ngoại trừ việc nhận mệnh lệnh quân đoàn trưởng Huyền Minh quân ra, còn có một chuyện khác cần ngươi đi làm. Một tháng trước đây, Tổng Phổ Tư nhận được tin. Bên Tương Tư Vực có mười mấy vị võ giả của tông môn bị Mặc tộc vây khốn, cần Huyền Minh vực chúng ta phải người cầu cứu. Trận chiến lúc trước, Huyền Minh vực cũng xem như là đại thắng. Trong thời gian ngắn, chắc chắn là chiến trường Huyền Minh vực sẽ không có chiến sự lớn. Do chúng ta ra tay đúng là điều thích hợp nhất. Dương Khai, bây giờ cậu là quân đoàn trưởng của một quân, nhiệm vụ này giao cho cậu phụ trách. Phải dẫn họ về. Tuấn lệnh. Còn có một chuyện. Trước đó bên Huyền Minh vực báo về, cậu được chiếc chiếu U Huỳnh ban cho Thái Dương ký và Thái Âm ký. 9 vị này là người được Tổng Phủ Tư chọn để thừa tài 2 đại ấn ký, cũng giao cho cậu. Nửa canh giờ sau, bây giờ ta đã đem 2 đại ấn ký mà chiếc chiếu và U Doanh ban phát cho các vị rồi. Trong 9 chiếc nhẫn không gian này, Hoàng Tinh và Lam Tinh mà ta đã chuẩn bị từ trước, các người tận dụng cho tốt. Đa tạ Dương Huỳnh, cảm ơn. Chư vị sư huynh, chúng ta tiếp tục bàn việc đi. Tiểu tử, vì để cậu làm quân đoàn trưởng này, bọn ta vất vả một phen. Hiếm khi chư vị sư huynh xem trọng ta như vậy, tiến cử hậu bối như ta đảm nhận chức quân đoàn trưởng. Sư đệ tất không phụ lòng chư vị. Nhưng ta vừa mới từ ngoài về không lâu, có hiểu biết đôi chút về tình hình của Huyền Minh vực, nhưng ngoài Huyền Minh vực thì không hiểu nhiều, mong chư vị sư huynh giải đáp thắc mắc. Theo ta biết, trận chiến của Không Chi vực
nhân tộc rút binh, đại quân của nhân tộc hóa thành không, phò trợ cho võ giả các đại vực rút lui và chuyển chỗ. Nay cũng đã mấy chục năm qua đi rồi, nên rút về cũng đã rút về rồi, sao còn có người lưu lạc bên ngoài? Điều này cũng không có gì kỳ lạ, năm đó tốc độ xâm lược của Mặc tộc quá nhanh, có một số võ giả của đại vực rút không kịp thời, bị Mặc tộc chặn lại hoặc là vây khốn. Đạo lý này, nhưng nếu bị chặn lại vây khốn, mấy chục năm qua e là họ sớm đã bị Mặc tộc hạ độc thủ rồi. Sư đại cảm thấy chuyện này có vấn đề. Đúng vậy, tin này có thể truyền ra cũng hơi lạ. Theo lý mà nói, Tương Tư vực đã bị Mặc tộc chiếm cứ, cho dù thật sự có võ giả nhân tộc bị vây khốn, Mặc tộc cũng có thể giải quyết nhanh chóng, không kéo dài quá lâu. Hành sự như vậy, Mặc tộc rõ ràng có ý muốn thu hút sự chú ý của đại quân nhân tộc ta, ý đồ phục kích quân ta ở bên Tương Tư vực. Bên đó Ena có cường giả của Mặc tộc tọa trấn. Chư vị sư huynh, các người cảm thấy Mặc tộc có thể nào là đang vây điểm đánh viện hay không? Ơi, cậu đâu có thắng, hơn nữa giết một vực chủ mà thôi, có là gì chứ? Âu Dương huynh cược sai rồi. Huynh chọn giết một vực chủ của Mặc tộc hay là gọi cha? Vậy xem như là huynh chọn giết vực chủ thôi. Ấy chưa vị sư huynh, ta nói sai chỗ nào rồi sao? Dương tiểu tử nói không sai, chỉ là biểu hiện của cậu vượt ngoài dự tính của bọn ta. Lúc nãy cậu nói đều đúng, bên Tương Tư vực có một Tương Tự Môn. Một võ giả của Tương Tư Môn mấy năm nay trốn trong một càn khôn động thiên, chỉ là không biết vì sao bị Mặc tộc phát hiện rồi. Cậu nói Mặc tộc muốn vây điểm đánh viện, nói không sai. Nhưng mà mục tiêu của Mặc tộc không phải là đại quân của chiến trường đại vực nhân tộc chúng ta, mà là du kích nhân tộc lẻn vào phía sau hậu phương của Mặc tộc gây rối. Xem ra chư vị sớm đã biết những chuyện này thôi. Sư đệ bỏ qua, đây là ý của hạng sư huynh, cũng là thử nghiệm cuối cùng của tổng phủ tư đối với sư đệ. Nếu ta không nghĩ đến những chuyện này phải làm sao? Chuyện nhậm mệnh lệnh sư đệ là quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân, còn phải thông báo toàn quân. Ý là, chuyện nhậm mệnh lệnh còn chưa thông báo toàn quân, nếu ta không thông qua thử nghiệm, đại ấn sẽ bị thu hồi. Ây, tuy tuổi ta còn nhỏ, nhưng ta không cần thể diện hay sao? Một đám não già này đúng là ỷ ra hiếp nhỏ. Dương sư đệ có thể nhìn ra được mưu đồ của Mặc tộc, chứng tỏ mấy não già bọn ta gởi gắm không sai. Chuyện Tương Tư vực phải nhanh chóng giải quyết, mong sư đệ đưa ra phương án. Chiến sự ở các đại chiến trường đang khẩn trương, hiện tại cũng chỉ có Huyền Minh vực chúng ta có thể điều động người. Nếu bên tổng phủ tư đã đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta, thì phải giải quyết một cách hoàn hảo. Chư vị sư huynh có kế sách gì tốt? Nếu Mặc tộc muốn giải quyết bọn người du kích, vậy thì Tương Tư vực chắc chắn là sẽ có vực chủ tọa trấn, mà số lượng không ít. Lão phu nghĩ ít nhất là cũng có 3 đến 5 vị vực chủ. Đưa ra dự tính xấu nhất, cho dù là bên Tương Tư vực có 5 vị vực chủ đi. Muốn cứu ra võ giả bị vây khốn từ sự trông coi của 5 vị vực chủ, bên chúng ta ít nhất là cần 8 vị bát phẩm. 8 vị bát phẩm, con số này không ít. Hiện tại mỗi một vị bát phẩm đều tọa trấn yếu địa, không thể nào tùy tiện điều động. Hơn nữa chư vị ở đây ai cũng bị thương, ta đích thân đi một chuyến vậy. Sư đệ không được, đệ này đã là trưởng quân của quân Huyền Minh, làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm. Khổng sư huynh nặng lời rồi. Tuy nay sư đệ ta là quân trưởng của quân Huyền Minh, nhưng trước đó chỗ ta đi qua, chỗ nào không phải là hiểm cảnh. Hôm đó có thể đi được, nay không đi được nữa sao? Quyết định vậy đi, bên Tương Tư vực ta đích thân đi một chuyến. Sau khi ta đi, mong chư vị sư huynh trông coi tốt Huyền Minh vực. Đây cũng là mệnh lệnh đầu tiên sau khi ta nhận mệnh. Vậy sư đệ tính dẫn bao nhiêu người đi? Không cần quá nhiều, ta dẫn một đội nguyên thần hy là đủ. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Năng lực của người chúng ta tự nhiên là vô cùng tín nhiệm rồi. Huyền Minh vực có 3 đại vực môn. Sư đệ từ bên này lẳng lặng rời đi là được.
ba nơi vực môn, một nơi do nhân tộc nắm giữ, một nơi bị Mặc tộc chiếm cứ. Chỉ còn vực môn này là không có quy thuộc. Để một thánh nhánh tiểu đội xuyên qua, chắc hẳn là Mặc tộc cũng sẽ không quá để tâm. Ấy, nếu đi đến tương tư vực, vực môn nào là gần nhất? Vực môn khác nhau, lộ tuyến cũng khác nhau, có lúc chỉ là trong nhất niệm, có thể cần trung chuyển thêm mười mấy đại vực. Nơi này, nơi bị Mặc tộc chiếm cứ, sứ đệ chắc không phải là muốn đi từ nơi này đấy chứ? Thời gian cấp bách, tự nhiên là phải càng nhanh càng tốt. Làm bừa, Mặc tộc đại quân bố phòng bên đó, sao người có thể thông hành? Nếu là rơi vào bao vây, vậy thập tử vô sinh. Cho nên cần phía Huyền Minh quân phối hợp một chút. Ngươi nào muốn phía Huyền Minh quân tạo ra áp lực cho Mặc tộc, ngươi không sợ bọn họ đột nhiên bạo khởi gây khó dễ, ra tay với ngươi hay sao? Ngày trước, ta trận trảm ba vị vực chủ, phía Mặc tộc chắc chắn là sẽ để tâm đến ta. Chứ vị sư huynh nếu là Mặc tộc vực chủ, lúc này ta phải rời đi. Các ngươi hãy thề chết một trận, hay là mặc kệ thông hành. Đối với cường giả giết vực chủ như giết gà vậy, Mặc tộc chắc chắn là sẽ cố kỵ vạn phần. Hắn lúc này rời khỏi Huyền Minh vực, đúng là sẽ không có ít vực chủ mừng còn không được. Nói không chừng thật sự là đến tiễn đi. Hậu sinh khảo ý mà. Nếu chỉ dũng mà không mưu, vậy cũng chẳng có gì để đáng nói. Sợ chính là cái loại có dũng có mưu thế này. Đây mới là ác mộng của Mặc tộc. Thực ra không thả đi cũng không sao, chúng ta thuận thế có thể đánh thêm một trận. Chảm ba vị vực chủ của bọn chúng không sợ, ta lại chảm thêm ba vị nữa thì sao? Bọn chúng có bao nhiêu vực chủ để chết như vậy? Sớm muộn bọn chúng cũng đều phải thả đi thôi. Đúng, cứ làm như vậy, quay về thật sự là đánh nhau rồi, ta làm tiên phong. Cầm mồm đi. Cho dù phía Mặc tộc có thể cho phép, nhưng sư đệ rời đi như vậy cũng tương đương với việc Mặc tộc mất đi sự kiêng dè lớn nhất. Có lẽ bọn họ sẽ nhân cơ hội này phát động chiến sự. Việc này không cần phải lo, nếu ta có thể rời đi cũng có thể lại giết quay về. Bọn chúng sao có thể xác định ta đã đi chứ? Lại nói, nếu thật sự đánh không sao hết, ta đã phân phó tiểu thạch tộc phân phát xuống rồi. Chiến lược hiện nay của Huyền Minh quân so với lúc trước còn cường đại hơn nhiều. Lời gì cũng được Dương sư đệ nói hết rồi, chúng ta đâu còn chỗ nào để phản bác nữa. Xem ra chuyến này ngươi chắc chắn là phải đi rồi. Vậy ta coi như đã thuyết phục được mọi người rồi đúng hay không? Vậy việc này cứ quyết định như vậy đi, lệnh cho tướng sĩ của tiền tuyến Huyền Minh quân toàn quân áp trận, binh phát Mặc tộc đại bản doanh. Rõ. Nhân tộc Nà Rang đánh máu gà hay sao? Giao chiến với nhân tộc ở Huyền Minh vực đã mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên bị nhân tộc đánh đến tận cửa nhà. Từ lúc nào mà Mặc tộc lại sợ nhân tộc như vậy chứ? Vì sao chúng ta lại không đi nghênh chiến? Người quên rồi sao? Huyền Minh vực mới đến một nhân tộc bát phẩm, chảm sát ba vị tiên thiên vực chủ. Không chỉ như vậy, phía Bất Hồi Quan, đến vương cấp Mặc Sào cũng bị hắn hủy mất hơn 7 tòa. Có người như thế này ở đây, sao chúng ta dám tùy ý ra tay được chứ? Thái hư cảnh. Thế giới ở trên Bất Não Thụ quả nhiên là rõ ràng, đã thiếu mất rất nhiều. Đem bản thân não thụ, bệnh thái đó cũng càng thêm nghiêm trọng. Mấy chục năm qua đi, càn khôn thế giới bị thiên địa đại đạo, không biết là có bao nhiêu. Cuối cùng thể hiện nên tình hình của lão thụ bên này, chính là thế giới quả đã bớt đi rất nhiều. Thụ não, có việc gì? Thụ não, phía tương tư vừng. Còn có càn khôn thế giới chưa bị hủy thiên diệt địa đã. Còn chưa bị hủy đi thiên địa đại đạo hay không? Trước mắt ngoại trừ người, mười mấy đại vực chiến trường và mấy đại vực hậu phương có nhân tộc đại quân, trong những đại vực khác đã không còn càn khôn thế giới có thể dùng được nữa rồi. Được, tiểu tử đã hiểu rồi. Vốn dĩ muốn thử xem có thể từ phía của thế giới thụ truyền tống đến tương tư vực hay không. Trước mắt xem ra, chỉ có một cách mượn đường của Mặc tộc mà thôi. Nghị sự trước đại tiền. Thần Hy vốn dĩ thuộc về biên chế của đại diễn quân. Trong Huyền Minh quân đã hội tụ toàn quân của đại diễn quân. Phá Hiểu cũng ở trong đó. Năm đó tinh nhuệ của tiểu đội được sắp xếp vào đại diễn quân có 4 nhánh.
Đến nay chỉ còn thần hy là giữ được. Tuyết Nang đội của Diêu Khang Thành, Huyền Phong đội của Mã Cao, Lão Quy đội của Sài Phương đều đã trở thành lịch sử. Trên chiến hạm này, ta từng cùng đám người Linh Kỳ Trí, Khâu Thái Sơ kề vai sát chiến. Còn có Nhậm Bẩm Bạch và Ngư Tử Du sau đó gia nhập thần hy. Trương Dương cùng với Huyết Nha Liễu gia nhập. Đội trưởng, chư vị lâu rồi không gặp. Phá Hiểu chiến hạm giáp bản, chư vị lâu rồi không gặp. Phùng sư tỷ ấy, nghe nói sư đệ đã tấn thăng bát phẩm đến Huyền Minh vực, sớm đã muốn đến xem thử. Tại phía tây bộ phòng tuyến ma tông chạy rất lợi hại, ta cũng không đi được. Sứ đệ đừng trách, sư tỷ nghiêm trọng rồi. Còn có Thẩm Ngao, Bạch Ngao, Huyết Nha, lâu rồi không gặp. Ấy còn sống hả, không dễ dàng nhỉ. Đại diễn bất diệt huyết chiếu kình quả nhiên là thua kém Phệ Thiên chiến pháp rất nhiều. Huyết Nha mặc dù thực lực trưởng thành cực lớn, nhưng rõ ràng hơi thở lặng lè bất định, như vậy xem ra đã có di chứng không hề nhẹ. Luyện hóa mặc tộc nữa, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Đừng luyện hóa mặc tộc nữa, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Ngươi còn chưa chết, sao bản tọa có thể chết được? Mạng của gia hỏa Dương Khai này thật lớn. Sau trận chiến Sơ Thiên Đại Cấm, đã nói Dương Khai chắc chắn là phải chết rồi. Nhưng cách cả ngàn năm, tiểu tử này vậy mà còn có tu vi bát phẩm khai thiên. Đã nói ngươi tốt thì mạng không dài, họa hại kéo dài ngàn năm, lẽ nào là thật hay sao? A Thái cũng tấn thăng thất phẩm rồi hả? Đạo chủ, không cần phải đa lễ, các ngươi vẫn còn sống, tu vi cũng đều tăng lên rồi, thật tốt quá. Lần này các ngươi cùng ta hành động, có một số việc cần phải các ngươi xuất lực. Nhưng nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm. Nếu có ai không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu, hiện giờ có thể rời đi. Đội trưởng, lần này đi làm gì vậy? Tiến đến Tương Tư vực, bên đó có nhân tộc võ giả bị vây. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu bọn họ về. Đại nhân, xin hỏi lần này đến Tương Tư vực, chúng ta có bao nhiêu người vậy? Đội viên mới của thần hy, hầu tử. Thần hy đội, thêm vào một người là ta. Nhìn người này có vẻ lạ mặt, chắc chắn là đội viên mới vừa gia nhập thần hy không lâu. Một đội nhân mã lại dám đến Tương Tư vực cứu người, thần hy mặc dù là tiểu đội tinh nhuệ, nhưng cũng ít quá rồi đấy. Nhưng nhìn sắc mặt của các tiền bối khác, vậy mà lại không hề có chút khuyên can nào hết, ngược lại còn có chút hưng phấn. Nghe nói vị đại nhân này từng dựa vào sức của một mình chặn trảm ba vị vực chủ. Nếu là thật, vậy ta có thể có cơ hội cùng vị nguyên đội trưởng thần hy này kề vai tác chiến, thật sự là vinh hạnh một đời. Nguyện theo chân đại nhân làm trâu làm ngựa. Nguyện theo chân đại nhân làm trâu làm ngựa. Nếu là vậy, việc không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Các phu nhân mau nhìn đi, đó có phải là thiếu gia hay không? Cục thế của trận tiền của hai quân như nước với lửa. Chiến hạm đó của hắn sao lại trực tiếp xông về đại doanh của mặc tộc vậy? Phá Hiểu đã hoàn toàn thoát ly ra khỏi nhân tộc đại quân rồi, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tiếp xúc với mặc tộc đại doanh. Dương Khai muốn làm gì vậy? Vội vàng đi tìm cái chết hay sao? Khốn nạn nam nhân thối, hành sự trước giờ không suy nghĩ cho chúng ta. Nhân tộc đến rồi, nghênh địch. Sư huynh, ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Uy áp của nhiều vực chủ cấp cường giả như vậy, sao ngũ phẩm như ta có thể chống đỡ nổi chứ? Sư đệ nhất định là phải cố lên, nếu chúng ta ngã xuống sẽ chỉ làm mất mặt của nhân tộc mà thôi, để mặc tộc chê cười. Đừng hoảng. Ơi, uy áp của các vực chủ đã biến mất rồi. Na đội trưởng, uy thế của đội trưởng vậy mà lại bao trùm cả mặc tộc đại quân, lấy sức một người uy chấn ngàn vạn mặc tộc. Lúc trước ở chỗ Thẩm Ngao nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan đến tiền bối, nhưng cứ cảm thấy có chút thành phần nam quá. Hôm nay vừa gặp, tuyệt đối là giống như truyền thuyết, không hề giả dối. Có kẻ nào có thể làm chủ sự vụ, đi ra đây. Sao hả, chứ vị vực chủ sợ một nhân tộc như ta hả? Nếu thật sự nào vậy, các ngươi vẫn là cút về nguyên địa đi.
cần gì phải lưu lại bên này làm ngứa mắt người khác. Ấy, tính khẩu to gan, dựa vào nhân thân phận hạ tiện của ngươi mà cũng dám mắng ta. Quay về ta sẽ giết chết ngươi đầu tiên. Chim xuất đầu này thật đúng là áp lực quá mà. Miệng lưỡi cũng cứng lắm nhân tộc. Lục Bích. Là Lục Bích. Hạng Sơn tiền bối từng nói, khi Huyền Minh vực nhân ma hai tộc đại chiến, hắn từng đánh nén Lục Bích này, nhưng lại không thành công. Đạo thụ nhân này tuyệt đối không phải là làm cảnh. Sợ rằng là một thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Mọi người nhớ đăng ký ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Nhân tộc, ai cho ngươi nã gan khiêu chiến bọn ta như vậy? Bổn tọa đến đây là có việc muốn bàn với ngươi, để bày tỏ lòng thành nên một mình đến đây. Đâu ra cách nói gây hấn? Lời nói của nhân tộc sắc bén, ta sớm đã lĩnh giáo qua rồi, không cần phải nói nhiều. Nếu nhân tộc ngươi muốn chiến, mặc tộc ta bồi đến cùng. Hôm nay bổn tọa đến đây chỉ là muốn mượn đường đi. Lần trước các ngươi tổn thất không nhỏ, nên nghỉ dưỡng cho tốt đi. Nhân tộc trước giờ rộng lượng như vậy, cũng không thiết lấy mạnh hiếp yếu. Mượn đường ý gì? Mượn đường gì, mặc tộc có đường gì có thể mượn? Ta muốn rời khỏi Huyền Minh vực, đi từ bên đó. Hả? Ngươi nói là mượn hay sao? Một nhân tộc có là gì? Hay cho gan chó của ngươi hết lần này đến lần khác gây hấn với bọn ta? Giết hắn, diệt cả Huyền Minh vực. Ây, đội trưởng Ena điên rồi, chuyện này cũng có thể bàn với mặc tộc. Đây chẳng phải là đồng nghĩa với vả mặt người ta hay sao? Nếu ta không bằng lòng thì sao? Đại ấn ở đây sau một nén nhang, nếu mặc tộc không cho qua, trên dưới Huyền Minh quân quyết một trận sinh tử với mặc tộc. Giết giết giết. Chiến chiến. Ở nhân tộc ngươi muốn chiến là chiến, mặc tộc còn có thể sợ nữa à? Nhân tộc, cho dù bọn ta bằng lòng đường cho ngươi, ngươi có gan đi chuyến này hay không? Ấy. Đầu của tên. Sáu tay này không linh hoạt, ngược lại là tên vực chủ ảnh tử đó, tâm tư nhạy bén. Ta có gan này hay không thử nào biết. Biết rõ đồng ý mượn đường đối với mặc tộc mà nói lợi hơn hại, mới khuyên sáu tay thu tay. Nếu ngươi nói có gan, vậy thì đi một chuyến đi. Cho qua. Chuyện gì thế này? Vực chủ của mặc tộc đứng đầu đó, đầu óc có vấn đề à? Với sức của một người ép cho mặc tộc nhượng bộ, đúng là chưa từng nghe qua, chưa từng thấy. Tình hình hiện tại cho thấy đã hơn giết mấy tên vực chủ. Trước khi Dương Khai đến, ngày tháng của Huyền Minh vực quân không dễ sống. Trận chiến lúc trước Huyền Minh vực xém chút nào mất rồi. Nhưng nay, Huyền Minh quân đứng lên rồi. Phu quân thật không tài nào khiến người ta yên tâm, chúng ta cũng hết cách. Nhưng cứ như vậy nhìn hắn một mình chiến đấu hay sao? Từ lúc quen biết với Dương Khai đến nay, luôn chưa đi nhiều hơn tụ tập. Chúng ta cũng chịu đủ ngày tháng, không biết sống chết của đàn ông nhà mình rồi. Nếu thật sự dự định sẵn phải chết, vậy thì cùng đi chết đi. Đúng vậy, đồng sinh đồng tử. Đồng tử đồng huyệt, đây mới là nơi ở tốt nhất của phu thê. Lão đại nhân làm phiền rồi, đáng thương bộ xương già này của ta. Chỉ là một phân thân mà thôi, thật sự là tổn thất. Ta bảo phu quân đền cho ông. Đền thì thôi đi, đến lúc đó đề cử ta, để ta đến Long Đàn dạo chơi. Không thành vấn đề. Đứng vững. Lão đại nhân, tên khốn, cho dù là ngươi chết cũng phải chết trước mặt bọn ta. Đúng vậy, bọn ta đã là thất phẩm khai thiên, không còn là gánh nặng mà. Được, nghe lời các phu nhân. Nhân tông, để lại tên của ngươi. Huyền Minh, Dương Khai. Dương Khai, nhớ rồi, chờ xem đi. Mọi người nhớ đăng ký ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Hư không Huyền Minh,
vẫn là người trẻ tuổi dám xông pha hơn. Nghĩ tới tiểu tử đồ cái bộ dạng không thể nào ngồi yên được đó, đúng là khiến chúng ta có cảm giác anh hùng tuổi xế chiều vậy. Lão Ngụy, chúng ta đã già rồi, không thừa nhận cũng không được. Lục Tý, quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân ta đã đi, Mặc tộc các người mà muốn đánh thì nhân tộc ta sẽ tiếp tục theo đến cùng. Hơi, ai biết có phải hắn đi thật hay không, có khi lại đang mai phục ngoài cửa vực. Nếu muốn đại chiến thật, vậy hắn quay về giết thì phải làm sao? Nhân tộc quả nhiên là xảo trá, không làm ta yên tâm được. Cửa vực của Huyền Minh vực. Sứ đệ, sao không đóng cửa vực lại? Nếu đóng nó lại, Mặc tộc sẽ hoàn toàn bị nhốt chết ở trong Huyền Minh vực. Không được, thật sự là làm như vậy, chỉ ép cho Mặc tộc liều lĩnh, Huyền Minh quân tạm thời không chuẩn bị tốt. Đúng thực như vậy, ngươi nói không sai. Phía Mặc tộc ở bên đó đã đồng ý cho mượn đường, chính là đã bị sỉ nhục lớn. Nếu đóng cửa vực lại, Mặc tộc đó ắt sẽ đại chiến với nhân tộc. Nếu đánh nhau thật, nhân tộc ắt sẽ thua và kết quả là con đường, là con chết con què. Mặc tộc có thể chịu tổn thất thất bại, nhưng nhân tộc không thể nào chịu nổi nữa. Lúc này ta đột nhiên có chút hiểu được cách làm là hy sinh của các lão tổ cửu phẩm đó thôi. Chỉ cần các vị đó ở Sơ Thiên Đại Cấm không gục ngã, thì Mặc tộc sẽ không thể nào bị diệt, dù thế nào cũng không diệt sạch. Chỉ riêng về sự lớn mạnh thì không thể nào thay đổi được trạng thái của hắn. Chỉ có toàn bộ nhân tộc mạnh lên mới có thể đối đầu với hắn. Mấy chiến trường đó đối với nhân tộc chính là một kiếp nạn, cũng là một nơi để rèn luyện. Nhân tộc trước mắt cần quyết sống chết với Mặc tộc. Hoa được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng mãi mãi sẽ không bằng hoa dại sống lay nắt ở trước lắng gió. Đột nhiên ta có một cách, có lẽ là sau lần này có thể tới tổng phủ tử để bàn chuyện với Hạng Sơn một chuyến. Cái gì? Cách gì? Bí mật. Ngoài Huyền Minh vực. Không ngờ Mặc tộc lại không phá hủy các điện càn khôn ở trên các đại vực, tiện cho chúng ta đi đường. Tiếp tục mượn các càn khôn điện này, nhưng phàm là Mặc tộc chấn thủ thì giết sạch. Vâng. Sau 2 ngày, các đội viên chú ý đi qua cửa vực chính là đến Tương Tư Thành rồi. Có lẽ cửa vực đó có Mặc tộc chấn thủ, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận. Tương Tư Thành, chuyện gì vậy? Không ngờ ở đây lại không có Mặc tộc bay bố. Diệt thế ma nhãn. Trên đại lục đó có Mặc tộc chi lực chảy qua, sợ là có quân trinh sát của Mặc tộc giám sát. Tình hình không quá gay go, cửa vực chỉ cần có người giám sát, không có bài bố gì. Thả hiện là Mặc tộc vẫn chưa thu lưới, Tương Tư Thành may mắn là các võ giả nhân tộc vẫn chưa bị bắt hết. Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước. Đại nục. Tới Mặc Sào truyền tin cho Mana Gia đại nhân, 2 tàu chiến của nhân tộc xuất hiện rồi. Vâng. Địa bàn của Thâm Mù. Mana Gia vực chủ, chư vị Dương Khai đó tới rồi. Ơi, Xà Tâm vực chủ, tới thật rồi. Nhục Dực vực chủ, có thể xác định là Dương Khai hay sao? Phía dưới mấy tên không ra gì kia không nhận lầm người đấy chứ? Đại khái là có thể xác định được, tuy không quan sát được chính tên Dương Khai, nhưng hình dạng của 2 tàu chiến đó tương tự với tình báo mà Huyền Minh vực truyền lại. Anh Tháp vực chủ, nhiệm vụ vốn dĩ của bọn ta là mượn chuyện võ giả bị vây khốn ở Tương Tư Thành để dụ mấy tên thợ săn nhân tộc tới, chứ không nghĩ là sẽ câu được một con cá lớn như thế. Tân Nga vực chủ, Dương Khai đó ở Bất Hồi Quan đại náo một phen, nên chúng ta không thể nào đánh giá thấp hắn. Không sai, người này chính là đại địch của Mặc tộc, chúng ta phải nghĩ cách thay vực chủ xử lý hắn. Bên trong bồn địa thâm mù, đâu phải là bát phẩm nhân tộc bọn ta chưa từng giao thủ qua, bọn bát phẩm cấp cao nhất cũng chỉ có vậy. Nếu Dương Khai cũng là bát phẩm, không lý nào lớn mạnh như vậy. Mướng chủ cũng không hiểu chuyện này. Ơi, tên này không giống bát phẩm, càng giống cửu phẩm. Thủ đoạn của nhân tộc quỷ dị khó lường, liều mạng sống chết.
và thực lực mạnh yếu không thể nào sánh với nhau được. Kết hợp với tình báo hiện giờ đã có, Dương Khai chắc là mượn thủ đoạn đặc biệt nào đó mới có thể một đòn giết chết vực chủ. Vương chủ đại nhân đoán thủ đoạn này chắc chắn là có liên quan đến thần niệm, bên huyền minh vực cũng ấn chứng. Mỗi lần trước khi Dương Khai ra tay, sức mạnh thần hồn đều dao động rất nợ hại. Chư vị nghĩ đi, nếu thần hồn của cây bỗng nhiên chịu tấn công mạnh, tâm thần không ổn định, nếu bị cường giả cung cấp tấn công sẽ ra sao? Không chết cũng bị thương. Vậy đúng rồi, Dương Khai giết người chỉ trong một thoáng. Chư vị nhớ bảo vệ tốt thần hồn của mình, đừng để hắn thừa cơ. Ngoài ra, vương chủ đại nhân quan sát thủ đoạn đó của Dương Khai là bí thuật một chiêu đả thương địch, đả thương mình. Nói cách khác, bí thuật này hắn không thi triển được mấy lần. Chắc không. Bên huyền minh vực cũng chứng thực, thủ đoạn đó của hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thi triển thêm, bản thân của hắn cũng không chịu nổi. Nói vậy, chúng ta hai người một tổ, cùng tấn công đủ để chế ngự hắn. Maraja, bây giờ thu lưới hay sao, cá lớn cắn câu rồi, không cần phải chờ nữa. Có thể phong tỏa vực môn, nhưng chúng ta không vội ra tay. Còn 5 vị vực chủ đang trên đường, tính thời gian chắc là đến tương tư vực rồi. Ngươi còn mời cả viện binh. Lạ thật, bên đó dường như có một đạo khí tức rất là giống với lão phù. Chờ đã, gan to bằng trời, sao ngươi lại mang mấy tên này ra rồi? Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta làm sao mà ăn nói với Dương Khai? Sao ngươi cũng đến rồi? Dương tiểu tử muốn đến tương tư vực, Ngọc Như Mộng, mấy người đàn bà này muốn đi theo, ta không có cách nào. Ta không có cách, mấy tên nhóc thanh niên cường tráng, sao chịu nổi cả ngày trốn trong tinh giới? Ta già rồi, không chịu nổi mấy đứa nhóc này. Lên! Ngươi đúng là... Ngươi là ta chính là ngươi. Ngươi mắng ta chính là đang mắng mình. Không nói nhiều với ngươi nữa. Tình hình ở bên tương tư vực không ổn, nhân lúc tình thế còn chưa hỗn loạn, ngươi mau dẫn họ đi đi. Thôi được. Có chuyện cần nói với Dương Khai hay không? Nếu nói, chắc hẳn không thể nào không nói. Nhưng không nói, sau này ta phải giải thích thế nào? Lão đại nhân, ngươi có phát hiện ra điều gì khác thường hay không? Không, không có. Ngươi phát hiện ra điều gì khác thường rồi? Chẳng lẽ là khí tức của tên nhóc này bị Dương tiểu tử phát giác ra rồi? Ấy, đề phòng lỡ như, vẫn là dùng thần niệm thăm dò trước một phen. Năm vị vực chủ. Ấy, để ta tìm thấy rồi. Hai chiến hạm bị phân thần. Ấy, ngốc tiểu hắc, mau thu nước miếng của ngươi lại đi. Cũng không biết là khi nào mới có thể tìm thấy sư tôn. Trong tương tư vực có không ít thế lực mặc tộc, các ngươi nhớ phải cẩn thận. Có cường địch tập kích, các ngươi tăng tốc tiến lên. Có cường giả mặc tộc ra tay rồi, uy thế này là vực chủ. Có cường giả mặc tộc ra tay rồi, uy thế này là vực chủ. Không chỉ có một vị, ít nhất là có 3 vị, còn có thể nhiều hơn. Lẽ nào là có du nghiệp giả đã bị lộ hành tung? Ấy, vực chủ đích thân ra tay, sợ là họ khó thoát kiếp này. Còn chưa từng thở giao thủ với vực chủ nữa, đại sư huynh, chúng ta đi cứu người đi. Được, lão đại nhân, thay đổi phương hướng, chúng ta đi cứu người. Lão đại nhân, không phải hướng này. Là bên đó, sư tôn của cậu ở bên đó. Có cần cậu đi cứu hay sao? Trước mặt nhanh chóng rời khỏi tương tư vực quan trọng hơn. Nếu bị hắn phát hiện, đám nhóc các cậu đã chạy hết rồi. Lão phu cũng không có cách giải thích. Hà, tỷ đi đâu vậy? Nhị sư tỷ đợi đợi với. Ơi, sư đợi sư muội đừng nỗ mãng. Tiểu cô, chúng ta cũng đi, được. Hơi, đứa trẻ tùy hứng này. Các con đi theo cẩn thận đó. Ta mấy người. Đám nhóc này lại bốc đồng như vậy. Hỏng chuyện rồi, hỏng chuyện rồi.
Tình hình bên đó của mấy người sao rồi? Sao đột nhiên lại đánh nhau rồi? Gặp được 5 vị vực chủ không sao? 5 vị vực chủ còn không sao, đám nhóc đã chạy qua đó rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể nào giải thích với Dương Khai đâu. Tới hay lắm, kêu họ đừng để lộ hành tung trước, lát nữa có thể cẩn thận phối hợp giết địch. Giết những vực chủ đó sao? Sao hắn cũng nhiễm cái căn bệnh chém gió đó rồi? Cũng không biết là học ai nữa, bây giờ tuy thực lực của những nhóc con đó không tệ, nhưng liên thủ này cao nhất cũng chỉ ứng phó được với một vị vực chủ, người ta lại có tới 5 vị. Giết vực chủ ta tin. Bỏ đi, chuyện đến bước này cũng chỉ có thể chọn tin nhắn thôi. Trước hết phải gọi đám nhóc đó quay lại. Lão đại nhân, cha nuôi đang ở phía trước. Thật sự là sư tôn sao? Không sai, Dương Khai đang ở bên này. Những vực chủ đó là đang truy sát cậu ta. To gan thật, ta phải đi giúp sư tôn một tay. Chậm đã, Dương Khai muốn mấy người đừng để lộ hành tung trước. Sau đó có thể cần mấy người phối hợp giết địch. Lão đại nhân, tuy chủ nhân đã có tu vi bát phẩm khai thiên, nhưng số lượng vực chủ ở bên đó hình như là cũng không ít. Có thể ứng phó được sao? Bản lĩnh của chủ nhân nhà các người mà ngươi còn không rõ hay sao? Nếu cậu ta đã nói như vậy, chắc chắn là sẽ lắm chắc. Cũng phải, nếu chủ nhân đã hành sự như vậy, thì chắc chắn là có đạo lý của bản thân. Chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều, nghe theo mệnh lệnh là được. Coi như đã đánh lừa được rồi. Cái gì? Bọn nhỏ qua đây hết rồi sao? Cậu cũng biết đấy, phần thân nó của ta không có chính kiến. Có điều cậu cũng đừng quá lo lắng, Dương Tiêu. Dương Tiểu Tử, Dương Tiêu và ba đồ đệ đó của cậu đều là thất phẩm, thậm chí Dương Tuyết cũng có lục phẩm đỉnh phong, họ có thể tự bảo vệ mình. Vậy Tiểu Hắc Tiểu Hồng đâu? Bây giờ thực lực ra sao rồi? Hai người này vẫn luôn tu hành bên cạnh lão phù, tuy kém một chút, nhưng cũng có trình độ nhân tộc lục phẩm rồi. Còn mày, 7 thất phẩm, 3 lục phẩm, nếu tính thêm phân thân của lão đại nhân, dù gặp phải tiên thiên vực chủ, cũng có năng lực chiến đấu một trận. Đám nhóc này trở thành du nghiệp giả cũng đã được mấy năm nay, có thể vẫn luôn bình an vô sự. Một mặt là dựa vào phúc của phân thân lão phù, một mặt cũng là họ tự trưởng thành đủ nhanh. Bản thân mới là căn bản, thực lực bản thân không đủ, dù người khác có bảo vệ thế nào cũng vô dụng. Bây giờ thế đạo hỗn loạn, nhắm mắt làm liều thật sự bất lợi cho sự trưởng thành sau này của họ. Dương Tiểu Tử, đột nhiên có thêm một đội quân chi viện vừa mạnh còn ẩn nấp ở trong bóng tối, cậu không có dự tính gì sao? Ngài nói không sai, đã đến lúc để bọn nhóc mở mang kiến thức về sức mạnh của tiên thiên vực chủ rồi. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Tướng tư vực hư không, bọn chúng giải tán rồi. Hai người theo ta phá vòng vây, còn lại đuổi theo thuyền kia. Chỉ cần chế trụ bát phẩm đó, còn lại tùy ý. Để bốn tọa bồi các ngươi chiêu cuối cùng này đi. Xá hồn kích. Cứu cứu ta. Chế trụ. Ngươi hắn vậy mà không dừng tay tránh ra, bị điên rồi sao? Đối mặt với một chiêu toàn lực của ta, nhân tộc này không hề có ý niệm trốn tránh. Thật quá là hung hãn. Hắn hận Mặc tộc chúng ta, hắn hận cả bản thân hắn. Nơi xa, đó là vực chủ vẫn là khí tức, là khí tức thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Còn có đạo cảnh thương đạo rõ ràng như thế, nhất định là sư tôn đang giết địch. Giao tranh mới bắt đầu đã giết được một vị vực chủ. Sư tôn quả nhiên là cường đại. Bát phẩm nhân tộc này chỉ dùng một chiêu đã giết được một vị vực chủ. Nhưng ta vẫn có thể đấu với hắn, xem thử trận này hắn chống cự được bao lâu.
Nhân lúc ngươi bị thương ta sẽ giết ngươi. Muốn sát hại phu quân. Đuổi theo lâu như thế, nữ tử nhân tộc đó còn chưa động thủ, cơ bản không muốn động thủ. Mặc cẩu lên đường đi. Không. Phá hiểu thuyền. Có vực chủ chết dưới Dương Khai động thủ thôi. Thì ra bát phẩm đó không ở trên thuyền mới. Mới vậy đã chết. Cũng không biết là tên phế vật nào. Chết thì cũng chết rồi, không cần để tâm làm gì. Giờ phải giải quyết nhân tộc này đã. Cái gì? Lại một vực chủ chết tiếp. Còn tưởng chỗ đó sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại có 5 vực chủ tọa chấn. Còn gọi thêm chúng ta đến tiêu diệt một tên bát phẩm. Ai mà ngờ được tên đó đáng sợ hơn rất nhiều những tên bát phẩm mình từng gặp. Mới thế mà đã giết được 2 vực chủ. Ây, Dương Khai rốt cuộc là cường đại đến bậc nào? Tạp chủng, đến lượt ngươi rồi đấy. Tạp chủng, đến lượt ngươi rồi. Hơi thở này không phải chính là hơi thở của nhân tộc bát phẩm vừa lấy cảm nhận được hay sao? Sao lại đến nhanh như thế chứ? Thưởng cho ngươi một ký để ngươi nếm thử. Vực chủ thứ 3 chết. Nhật Nguyệt Thần Luân, thời không chi lực. Đội trưởng quay lại rồi. Nhanh rút lui. Đuổi theo. Người nhà có lẽ đều đã đông đủ hết rồi. Hai người hai thuyền bám lấy hai vị vực chủ tiên thiên không buông. Trong chớp mắt đã vượt qua quang ngàn dặm. Từ khi sơ thiên đại cấm đi ra ngoài, não tử vẫn chưa thế thảm như vậy bao giờ. Cái tên Mana Gia đó chỉ nói chúng ta tương tư vực có thể xuất hiện kẻ địch mạnh, bảo chúng ta đi chi viện, nhưng không nói kẻ địch có thần thông đáng sợ như vậy. Mana Gia chết tiệt, tin tức truyền không rõ ràng, sau lần này nhất định là phải xử hắn mới được. Không hay, có mai phục. Nhân tộc lại có cường giả mai phục ở bên này. Cá lớn đến rồi, đừng hòng chạy trốn. Các ngươi đã không còn đường lui nữa rồi. Cút đi. Cút về. Ơi, chuyện đã đến mức này, đây là thời cơ tuyệt nhất để tiêu diệt 5 tên vực chủ, không thể nào bỏ qua được. Phùng Anh, ở đây giao lại cho ngươi, ta phải đi đuổi theo tên đó. Từ bỏ đi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Còn có 5 vị vực chủ, đây sao có thể chứ? Mana Gia cứu ta với. Dương Khai, chi viện mà bổn tọa gọi đến vẫn chưa bắt đầu, thì đã có 3 hơi thở chết rồi, như vậy sao có thể nhịn được chứ? Nhanh bảo vệ thần hồn, như vậy mới có cơ hội sống sót. Thì ra là như vậy, nhân tộc sở dĩ có thể một chiêu đánh chết vực chủ, lại dựa vào thủ đoạn này. Cẩu tặc, xem xá hồn kích của ta dùng quá nhiều lần, khiến các vực chủ của mặc tộc phát hiện chỗ hở. Không giết được, thế thì không giết nữa. Dù sao còn có một vực chủ bị nhốt rồi, khi về giết hắn cũng như vậy. U Quang, nhanh ngăn hắn lại, không thể nào để hắn quay về. U Quang, ngươi bị điếc rồi sao? Ta muốn ngươi đi ngăn hắn. Trong khoảnh khắc này, 3 vị vực chủ đã chết rồi. Không giết Dương Khai, ta làm thế nào để bàn giao lại với vương chủ? Ngươi không nhìn thấy tên đó giết vực chủ luôn hay sao? Nếu như ta đi ngăn hắn, lúc này chỉ sợ là đã chết rồi. Phía trước còn có hơi thở của một vị vực chủ, phải nhanh chóng cứu viện. Nếu muộn rồi, e rằng sẽ không kịp nữa đâu. Đuổi theo. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đáng ghét, khó đối phó quá,
làm thế nào cũng không đột phá ra được. Hơi đầu của ta. Xúc sinh, ta mời 5 vị viện binh chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại một. Máy mà lúc nãy ta chạy nhanh, nếu không lúc này người bị giết chính là ta. Tên nhân tộc đó sao có thể hung tàn như vậy? Rõ ràng là bát phẩm, thực lực lại vượt quá sức tưởng tượng. Đi. Dương Khai mang theo thương thế, dẫn 3 tiểu đội nhiều lần dịch chuyển. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Dạ Bạch, đạo không gian phát huy đến cực hạn, núp diệt đuổi tỷ vạn dặm. Không hay, họ muốn ra khỏi Tương Tư Vực. Dĩ tâm vọng tưởng, một lũ tàn binh bại tướng, muốn bỏ chạy dưới sự truy kích của ta. Xa tâm, ngươi đi. Đại nhân Manaza có lệnh, cường giả nhân tộc đột phá về phía bên này, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản họ. Ngoài vực môn phía trước, sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng chạy đến đây rồi. Dương Khai, cậu xem. Bên này sao lại có nhiều mặc tộc như vậy? Đồ khốn, nhiều mặc tộc như vậy không đến tiền tuyến tham chiến, chạy đến Tương Tư Vực làm gì? Đi, chúng ta đến vực môn khác xem thử. Sau một ngày, chuyện gì thế này, một Tương Tư Vực mà thôi, cho dù có võ giả nhân tộc bị trói, mặc tộc có cần chơi lớn như vậy hay không? Trăm vạn đại quân trấn thủ vực môn, tình thế này cho dù là ta cũng không thể nào dám tùy tiện xông qua. Tương Tư Vực có 5 đạo vực môn, 2 vực môn có thể liên kết đều có tình hình như vậy, 3 đạo còn lại không cần phải xem nữa, mặc tộc chắc chắn là cũng có lính phòng thủ. Sư tôn, vậy chúng ta phải làm sao đây? Người hỗ trợ ta sử dụng đạo không gian tiêu hao quá lớn, không thể nào tiếp tục như vậy được nữa. Mau tiến vào tiểu càn khôn của ta. Đến lúc này rồi, không mạo hiểm không được nữa. Một khi Dạ Bạch kiệt sức, dựa vào mình ta dẫn nhiều người như vậy cùng chạy, sớm muộn cũng bị các vực chủ đuổi kịp. Nhân tộc chịu chết đi. Đi. Các ngươi không chạy được đâu. Ấy, chờ đó cho ta, sớm muộn ta cho các ngươi biết tay. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Phùng Anh là bát phẩm, cùng cấp với Dương Khai, bây giờ cũng không thể nào cùng người khác vào tiểu càn khôn của hắn lánh nạn. Ngoài 2 đạo vực môn đều có đại quân ma tộc phong tỏa, 3 đạo quần lại chắc chắn cũng vậy. Chúng ta không thể nào rời khỏi Tương Tư Vực, hiện tại chỗ duy nhất có thể đi chỉ có một nơi. Đi. Họ muốn đến càn khôn động thiên đó. Chúng ta đuổi theo. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Tương Tư Vực Càn Khôn Động Thiên. Tương Tư Vực có một nơi Càn Khôn Động Thiên che giấu ở trong hư không, người bình thường khó mà phát hiện. Là nơi mà các võ giả còn sống của Tương Tư Vực ẩn nấp. Khoảng thời gian trước đây, đại quân của Mạc Tông sau khi phát hiện ra Động Thiên, bao vây từng đoàn ở bên ngoài, nhốt các võ giả ẩn trốn lại, thu hút du niệp giả của nhân tộc đến cứu viện. Du niệp giả của nhân tộc sau khi chiến tranh sinh ra một quần thể mới do nhiều tiểu đội của cường giả nhân tộc tự xây dựng nên. Khoảng thời gian trước đây, đại quân của Mạc Tông sau khi phát hiện ra động thiên này, bao vây từng đoàn ở bên ngoài, nhốt các võ giả ẩn trốn lại, thu hút du niệp giả của nhân tộc đến cứu viện. Bọn họ không hề gia nhập các đại quân đoàn, cũng không chinh chiến cùng với Mạc tộc ở tiền tuyến, mà lựa chọn thâm nhập vào trong địa thành bị ma tộc chiếm cứ, niệt sát ma tộc. Sự tồn tại của những du niệt giả này mỗi một năm đều mang đến không ít tổn thất cho Mạc tộc. Chia ra đuổi 2 vị nhân tộc bát phẩm đều thân mang trọng thương, không được tha cho bất kỳ ai. Đợi đã, đây chẳng phải là tình hình ta đã gặp phải lúc trước đến chi viện hay sao? 2 chiếc chiến hạm nhân tộc lúc trước đột nhiên chia ra chạy, ta và 4 vị vực chủ chia binh truy kích, cuối cùng bị nhân tộc trốn ở trong bóng tối đó, tìm được cơ hội đánh bại. Lại nữa rồi, đây tuyệt đối là gian kế của nhân tộc đó.
không thể phân khai, sẽ bị nhân tộc đánh bại. Ơi, quyết định của ta, đến lượt ngươi nghi ngờ hay sao? Nghe theo ta, chia nhau ra đuổi, thủ hộ tốt thần hồn, đừng để bị đánh nén. Thực lực của Dương Khai đúng là rất đáng sợ, nhưng cũng có cực hạn, chỉ cần có thể đề phòng thì sẽ không khó đối phó. Manata thực lực mạnh nhất, đi theo bên cạnh của hắn, an toàn của ta mới có thể được đảm bảo. Ơi, gia hỏa vô dụng này, như hắn cũng xứng làm tiên thiên vực chủ, thật là mất mặt. Thôi vậy, hiện giờ không phải là lúc lội kháng, giải quyết hai nhân tộc bát phẩm đó quan trọng hơn. Đợi giải quyết xong hai nhân tộc đó rồi, tiểu tử ngươi cút về Bất Hồi Quan dưỡng não cho ta. Người đâu? Ở đó. Làm cái quái gì vậy? Hắn cùng với nữ tử đó đã chia nhau ra chạy, vì sao lại hội họp lại cơ chứ? Ây, nói nhiều vô ích, chúng ta lên. Mau đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy mất. Quả nhiên, lại chia ra rồi. Đại đại nhân, hiện giờ chúng ta chỉ còn lại 3 người, còn phải chia binh đuổi theo nữa hay không đây? Không, tuyệt đối là không được. Hừm, mấy trò nhỏ mọn, muốn không ngừng phân hóa chúng ta. Cho vật đấu chỉ rõ ràng như vậy, tưởng rằng ta là kẻ ngốc hay sao? Ai cũng đừng đùa dẫn được sao? Mặc kệ Dương Khai, ta đi đuổi hắn, các ngươi đuổi theo nữ tử kia. Ta không tin, nhìn chăm chăm nữa tử nhân tộc này, hắn còn muốn một mình chạy trốn nữa không? Chỉ cần đuổi đến rồi, tiểu tử này sẽ phải chết. Nửa giờ sau. Sao lại đột nhiên không chạy nữa? Bọn chúng có lẽ là không chạy nổi nữa rồi. Đây đều phải cẩn thận, bảo vệ tốt thần hồn của chính mình. Một kích tất sát. Các ngươi ăn cứt đi. Ra tay. Chết rồi. Hay là chưa chết? Chết rồi. Nhân tộc đó cường hãn như vậy, thời gian nửa chung trà đã giết chết 4 đồng đội của ta. Sẽ chết như vậy hay sao? Lúc chết đến thi thể cũng không lưu lại. Không đúng. Nhân tộc khai thiên cảnh tử vong không thể nào không có động tĩnh gì hết. Khai thiên cảnh võ giả một khi tử vong, tiểu càn khôn đại khái cũng sẽ sụp đổ. Thực lực càng mạnh, động tĩnh sẽ càng lớn. Không có huyết tích gì, Dương Khai có lẽ là chưa chết. Đây là dấu vết khi tiểu tử đó thúc động không gian pháp tắc lưu lại. Khốn nạn, sao hắn lại chạy xa như vậy chứ? Đuổi theo cho ta. Ấy, truyền tin cho mặc tộc bên đó, nghiêm phòng tử thủ. Vô luận thế nào cũng không thể nào để Dương Khai tiến vào càn khôn động thiên. Dương Khai, ngươi vẫn ổn chứ? Không sao. Ấy, thương thế càng thêm nghiêm trọng rồi. May mà nhờ vào Không Ninh Châu thoát được truy kích của 6 vị vực chủ. Nếu không, thật sự sẽ phiền phức lắm. Bắt đầu ta và Phùng Anh phân binh hội hợp. Để bọn chúng tưởng rằng mục đích của ta là phân hóa vực chủ, thực ra căn bản là không phải. Một viên Không Ninh Châu nhỏ bé đặt ở trên đường, lại mượn Không Ninh Châu hồi chuyển, quả nhiên thuận lợi thoát được truy kích. Thời gian không còn nhiều nữa, tốc độ của các vực chủ rất nhanh. Mau, chúng ta mau lên đường, tiến vào trong càn khôn động thiên đó tu chỉnh. Dạ, nửa giờ sau, chính là nơi này. Ơi, nơi chứa càn khôn động thiên đó của Tương Tư Vực. Cũng tạm, so với 100 vạn đại quân phía vực môn, mặc tộc bên này bố phòng không tính nào quá nhiều. Mặc tộc bị nhốt bên này câu cá, đương nhiên là phải cho du nghiệp giả đó một số hy vọng và cơ hội để bọn họ mắc câu. 10 vạn không nhiều không ít, không chỉ có thể đảm bảo phong tỏa càn khôn động thiên, cũng có thể để cho những du nghiệp giả tài cao, lại to gan đó có cơ hội mạo hiểm. Nhân tộc ập đến rồi,
chặn lại bọn chúng. Hừm, một lãnh chủ nhỏ bé không tự lượng sức. Mạnh mạnh quá, 10 vạn đại quân cử thủ, vậy mà có người dám xung trận, còn giết đến mức mặc tộc gà bay chó sủa. Các người có cảm thấy sức mạnh chấn động, trong số bọn họ hình như có sự tồn tại của bát phẩm. Là người phía tinh giới, ta nhìn thấy đám người Dương Tiêu rồi. Có nhìn thấy tiểu bạch long kia không? Đó chính là Dương Tiêu, hắn chính là Long Tộc. Người của tinh giới Lăng Tiêu cùng, vậy mà lại là bọn họ, hai vị nhân tộc bát phẩm ra mặt. Chúng ta lúc này tiến lên, vừa hay có thể giúp đỡ. Chư quân, lúc này không chiến còn đợi đến lúc nào? Một đám ngu ngốc, hét cái gì mà hét, nén nút sông lên chẳng phải là được rồi sao? Tìm thấy rồi, môn hộ ở đây, chỉ cần thúc động không gian pháp tắc, cường hành mở ra là có thể tiến vào. Giết! Du Niệp Giả! Bọn họ là đến giúp đỡ hay sao? Số lượng cũng không nhỏ, nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực cũng không tồi, đều có thể biến chế thành một trận nhân mã rồi. Dương Tiêu huynh đệ, chúng ta đến giúp ngươi đây. Dương Tiêu tiến vào. Dạ. Càn Khôn động thiên. Chuyện gì vậy? Môn hộ bị cường hành mở ra rồi. Không hề, cửa đã bị cưỡng ép mở ra rồi. Các cường giả của Mặc tộc lập tức sẽ giết vào đây rồi. Giết, chúng ta chỉ có chiến đấu mới có thể sống sót. Ta là Dương Khai của tinh giới, các vị đừng nóng nảy. Dương Khai là nhân tộc Dương Khai danh tiếng nẫy nừng, dọa chết ta rồi. Chả trách cánh cửa này lại cưỡng ép mở ra, ta còn cho rằng là Mặc tộc đến gây chuyện. Kẻ địch tập kích. Ơi, ta không phải là Mặc tộc, các vị đừng động tay. May mà não tử thông minh, đầu tiên đã tự báo ra môn, nếu không suýt chút nữa là bị đánh ngập đầu rồi. Nghĩa phụ cũng thật là, chuyện nguy hiểm như vậy lại để cho mình đến làm, nhất định là không thương mình rồi. Đan Dương Lý Tử Ngọc, xin chào đạo huynh, xin hỏi đạo huynh bên ngoài tình hình thế nào rồi? Nghĩa phụ của ta, phụng mệnh ta đến cứu các vị, nhưng mà bên ngoài có đại quân của Mặc tộc bao vây, nghĩa phụ bọn họ đang còn giết kẻ địch. Các vị nhân tộc có người đến cứu viện rồi, hãy cùng ta giết ra ngoài, giết ra ngoài, giết ra ngoài. Đừng đừng đừng, nghĩa phụ bọn họ lập tức sẽ đi vào đây, các vị đừng nóng vội. Không được vào, nếu như đi vào sẽ trở thành cá trong chậu. Nhân lúc Dương huynh giết kẻ địch ở bên ngoài, chúng ta sẽ ra ngoài giúp Dương huynh một tay, có cơ hội thoát khỏi đây. Dương Tiêu huynh đã không lẽ cho rằng đang nói bậy, ta đang nói bậy. Chúng ta đã bị nhốt ở đây mấy chục năm nay rồi, cho nên Dương tiền bối muốn vào đây tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt, ngược lại là tự giơ tay chịu trói. Cái nơi quỷ quái này đi vào thì dễ, nhưng mà ra ngoài rất khó. Ta hiểu rồi, nhưng mà tình hình có hơi phức tạp, có vực chủ của Mặc tộc đang truy sát chúng ta, nghĩa phụ bọn họ bị thương không hề nhẹ, cho nên cần phải đi vào nghỉ ngơi một chút. Cái gì vực chủ sao? Sau khi nhân tộc viễn trình, vực chủ xuất hiện ở bên Mặc tộc sớm đã bị giết sạch. Bây giờ vực chủ còn sống, đều là vực chủ tiên thiên đi ra từ trong sơ thiên đại cấm, ai ai cũng đều vô cùng mạnh. Nếu như Dương tiền bối thật sự là bị vực chủ truy sát. Ai, không phải đã vào đây rồi sao? Dương Tiêu huynh đã lâu không gặp. Hoàng huynh, làm thế nào bây giờ? Vốn dĩ còn cho rằng có cứu binh đến, còn có cơ hội chạy thoát ra khỏi nơi này, nhưng hiện tại có vực chủ tiên thiên truy sát, toang rồi, thật sự là toang hết rồi. Đừng có ủ rũ ra nữa, yên tâm đi, nghĩa phụ của ta ở đây, các ngươi nhất định có thể sống sót. Các du nghiệp giả đến giúp đều đã xông vào cửa, cũng nên để cho Dạ Bạch bọn họ đi vào rồi. Mau vào đi. Phu quân,
Yên tâm, các người hãy vào trước đi, ta lập tức sẽ đến ngay. Chặn bọn họ lại. Không biết tự lượng sức mình. Phu quân. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Một càn khôn môn ở trong Tương Tư Vực. Phu quân, chàng không chứ? Ấy, mau, gia hỏa này hình như sắp không được rồi. Nhân lúc hắn bệnh lấy mạng của hắn. Cẩn thận. Gia hỏa này bị trọng thương như vậy, còn hung mãnh đến vậy. Phu quân, kẻ này đáng sợ như vậy, nếu không thể nào đem hắn chảm sát ở đây, ngày sau không biết có bao nhiêu vực chủ gặp xui xẻo nữa đây. Không giữ hắn lại được. Phu quân đi mau. Sẽ có một ngày ta sẽ giết chết người. Nhãn thần này đuổi theo. Cái gì? Nguy rồi, trúng kế rồi. Môn hộ này vậy mà lại có thể nhanh chóng đóng lại. Vì sao lúc trước lại không để lộ ra dáng vẻ đóng lại từ từ cơ chứ? Để chúng ta tưởng rằng có cơ hội có thể thắng. Chết tiệt, đây rõ ràng là âm mưu của tên Dương Khai đó. Đã đến lúc này rồi, hắn vậy mà còn có bản lĩnh tính kế chúng ta. Nguy rồi, cửa vào biến mất rồi. Môn hộ thông đạo. Có nhầm không vậy? Sao lại tiến vào ba tên? Vốn dĩ chỉ định lừa một vực chủ vào thôi. Hiện giờ thì hay rồi, một lúc ba tên khó chơi rồi đây. Như mộng, nàng đi hội họp cùng với đám của Dạ Bạch trước. Đợi nát nữa ta sẽ qua đó. Một mình chàng có ổn hay không? Yên tâm đi, tin tưởng tướng công của nhà làng đi. Cũng may ta có thương thế ở trên người, cho nên tốc độ mới chậm một chút. Nếu thật sự là xông lên đầu tiên, tiến vào sợ rằng là có cả ta rồi. Người đột nhiên bị Dương Khai đá ra. Ba vực chủ đuổi vào trong, bị đá ra ngoài một tên. Chứng tỏ tiểu tử đó thực sự là lỏ mạnh hết đà. Không nắm bắt chắc là có thể đối phó được ba vực chủ, chỉ có thể lưu lại Tân Nga và Sa Tâm. Cùng ta phá vỡ hư không, cường hành mở ra hộ môn. Nếu bỏ qua cơ hội kích sát tiểu tử đó lần này, thì sẽ không có lần sau nữa đâu. Cút về đi. Không ổn, mặc dù vừa rồi đem vị vực chủ đó đã ra ngoài rồi. Nhưng một kích đánh trả của đối phương cũng đã chặt gãy xương chân của ta. Nhân tộc chịu chết đi. Chuyện gì vậy? Hình như là Manata đại nhân ở bên ngoài công kích hư không môn hộ. Tên khốn nạn Manata này. Ông trời đều đang giúp ta, mặc cẩu, các ngươi chết đến nơi rồi. Sa Tâm. Ấy, còn đánh nữa, thông đạo này thật sự là sẽ bị vỡ mất. Bắt buộc là phải tốc chiến tốc quyết. Môn hộ thông đạo, còn tiếp tục đánh nữa, thông đạo này sẽ bị vỡ mất, bắt buộc là phải tốc chiến tốc quyết. Nhưng ta đã liên tục dùng đến ba đạo xà hồn kích rồi, thần hồn bị xé vỡ kịch liệt. Nếu lại dùng thêm một cây này, mê thất thần trí, không biết là sẽ làm ra chuyện gì. Ấy, vừa rồi khi giao thủ, lay động của nơi này rất là rõ ràng. Lúc này ra tay chắc chắn là không giết được Dương Khai, cũng có thể phá vỡ nơi này. Như vậy chúng ta có thể thoát vòng vây. Dương Khai lạp mạng đây. Đáng tiếc đồng thuật này của vạn ma tiên não tổ ta chưa tu thành thạo. Diệt thế ma nhãn. Nếu thật sự là vạn ma thiên não tổ đích thân ra tay, sợ là vừa nhìn đã có thể lườm chết đối phương rồi. Mặc kệ vậy, trên đời này không có việc gì là tuyệt đối. Muốn không gánh vác một chút phong hiểm nào là không thể nào. Dùng đến xá hồn kích thứ tư, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Ta có ôn thần niên tu bổ, thần hồn đã cường đại hơn lúc trước không ít rồi. Chỉ cần có đủ thời gian để nghỉ ngơi, có lẽ còn có thể có cơ hội sử dụng xá hồn kích thứ năm. Nhân lúc yếu mà đập. Mặc cẩu chiến tiếp. Đã nói, hai vị một nhóm, Dương Khai lại không làm gì được chúng ta nữa mà, đều là dám chó. Cơ hội tốt, chạy mau. Đây chắc không phải là hắn ta cho rằng, vết nứt này là con đường chạy trốn gì đó chứ. Nếu không sao có thể khuyên người ta đọc sách nhiều một chút.
Vào mấu chốt sinh tử, đem chính mình đẩy đến nơi tuyệt lộ, hắn ta vẫn là người đầu tiên. Bên trong vết nứt đó là vị trí sâu thẳm ở bên trong hư không loạn lưu. Hắn ta có lẽ sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó rồi. Đại ta quay về tu chỉnh một chút, rồi lại xử hắn ta. Càn khôn động thiên, tên khốn nạn, phu quần, thiếu gia, sư tôn. Ta không sao, chỉ cần tu dưỡng một khoảng thời gian là ổn. Ở đây sắp không chống đỡ được rồi. Nào, gọi thêm mấy người nữa, đến dùng không gian chi lực để ổn định động thiên. Không, không thả lỗi. Đừng ổn định lợi hại quá. Duy trì động thiên sắp vỡ là tốt nhất. Nếu đem không gian nơi này hoàn toàn ổn định lại, các vực chủ sợ là cũng lười ra tay tiếp. Dạ, vẫn là sư tôn suy nghĩ chu toàn. Loại việc thế này ta thật sự là không thể nào ngờ đến. Lời càn khôn động thiên, Manata môn hộ mở rồi. Chỉ cần có thể phá vỡ môn hộ này, chúng ta có thể giết vào trong động thiên đó. Đến lúc đó có thể giết vào trong động thiên đó. Đến lúc đó nhân tộc ở bên trong sẽ không thể nào ẩn nấp được nữa. 10 vị vực chủ đến nay chỉ còn lại 4 vị. Lần này vô luận thế nào cũng đều phải chảm chết Dương Khai. Nửa tháng sau, môn hộ này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại chẳng có chút biến hóa gì vậy? Nó không biến hóa, chúng ta lại tiêu hao không ít. Hơi thở của kẻ nào cũng rơi xuống cả một bậc. Không ổn, là không gian pháp tắc của Dương Khai đó. Loại động thiên môn hộ này liên quan đến không gian chi lực. Dương Khai chắc chắn là đang ở đối diện ổn định môn hộ. Nếu không môn hộ này không thể nào mãi cũng không vỡ. Vậy chúng ta chẳng phải vẫn luôn làm việc vô ích hay sao? Vẫn phải tiếp tục hả? Tiếp tục công, Dương Khai đã bị trọng thương rồi. Đến nay hắn còn phải ổn định thông đạo, có thể kiên trì đến lúc nào? Đến lúc đó môn hộ vừa phá, Dương Khai chắc chắn phải chết. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Càn khôn động thiên đổ lát, nửa tháng sau. Các vực chủ ở bên ngoài kiên trì thật đấy, nửa tháng rồi, còn đang tàn phá môn hộ. Nhưng cũng tốt. Đây là điều mà ta mong muốn nhìn thấy. Vất vả rồi, giao cho ta đi. Tranh đấu nửa tháng, đúng là có chút không cầm cự được nữa. Quả nhiên, chuyện chuyên nghiệp vẫn phải người chuyên nghiệp làm. Cùng một chuyện, phu quân làm nhẹ nhàng hơn nhiều, xứng với phong hiệu hư không đại đế của hắn. Dương Khai, trong động thiên, bọn du nghiệp giả bên ngoài săn mặc tộc, nói không chừng, có ai đó đã lật thuyền bị mặc tộc mặc hóa rồi. Nhưng chỉ dựa vào sức quan sát của ta, không thể nào kiểm tra ra được ai không ổn. Lão chủ, các người sao vậy? Một đội 4 người bị mặc hóa hết rồi sao? Đừng nhắc nữa. Một năm trước không cẩn thận gặp phải một vị vực chủ, kết quả là không chạy được. Vậy các người đúng thật là xui xẻo. Chỗ này là do ngươi chủ sự. Đan Dương Lý Tử Ngọc gặp qua quân đoàn trưởng đại nhân. Lúc trước nhận được tin nói quân đoàn trưởng đích thân đến cứu chúng ta. Ban đầu ta phản đối, dù sao thì đây rõ ràng là cái bẫy do mặc tộc lập ra. Nhưng bây giờ xem ra, vị quân đoàn trưởng Huyền Minh quân này rất là xuất sắc. Dẫn 3 tiểu đội giết 4 vực chủ tiên thiền. Đây không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Đan Dương, Linh Kỳ Trí, quen không? Ta nhớ Linh Kỳ Trí cũng xuất thân từ Đan Dương Phúc Địa. Theo ta vào sinh ra tử, nhưng cuối cùng vẫn chiến tử ở trên chiến trường của mặc. Nếu tính toán theo vai vế, có thể tính là sư thúc của ta. Đan Dương xuất nhân kiệt. Du nghiệp giả ở đây gần 100 người bị mặc hóa, mà trong số người của Lý Tử Ngọc dẫn dắt không xuất hiện một mặc đồ nào. Tên này không thể nào xem thường. Chỗ này không có võ giả tương tư vực phải hay không? Đúng vậy, còn có võ giả gần cả đại vực. 10 năm trước lúc rút lui đi qua tương tư vực, đúng lúc gặp phải mặc tộc xâm lược, nên bọn ta cũng trốn ở đây. Mấy vạn võ giả trông rất nhiều, nhưng thực lực lại không bằng nhau. Cũng may bên tương tư vừa có một càn khôn động thiên, lúc trước bị tương tư môn phát hiện quản lý, nếu không thật sự là không có chỗ để ẩn thân. Đại nhân, nếu có lòng xông ra ngoài, mấy tiểu đội bọn ta bằng lòng làm tiên phong. Làm tiên phong gì chứ?
xông ra bị người ta đánh chết hay sao? Bên ngoài bốn vực chủ. Đừng nói số thất phẩm này, cho dù là ta thật sự là dám, nó đầu cũng đã bị, cũng sẽ bị đánh sứt đầu mẹ chán. Lúc trước có thể giết bọn vực chủ đó, đều có thiên thời địa lợi. Xá hồn thích phát huy tác dụng cực lớn, lên đấu trực diện làm gì có thể một chọi bốn. Nhưng không xông ra ngoài, chẳng lẽ là cứ trốn ở trong này hay sao? Chờ đã, Vạn Nhạc Sơn gặp qua đạo chủ. Người là đệ tử của hư không đạo trường, chả trách người này biết phép tắc không gian. Lúc này cùng với Tô Nhan họ ra cố động thiên, tuy tạo chỉ không cao lắm nhưng mà cũng không tệ. Sao không đi tham quân? Bọn ta phụng lệnh của đại tổng quản, trở thành du nghiệp giả phụ trách thăm dò động hướng tình báo của Mặc tộc ở các đại vực. Hóa Thanh Ti lỡ lòng thật, mầm giống tốt trực tiếp tấn thăng lục phẩm này, sau này đều có hy vọng tấn thăng bát phẩm. Thật sự gặp nguy hiểm gì ở bên ngoài, không ai có thể cứu viện. Các ngươi vất vả rồi, đạo chủ ban cho bọn ta cuộc sống mới, đệ tử nên tận lực. Gọi Tô Nhan họ đến tiếp tay động thiên. Ta phải đến một nơi. Dạ. Là lúc đi giải quyết người đó rồi. Trong hư không loạn lưu. Ấy, tìm thấy rồi, hiếm thật, còn chưa chết à? Dương Khai vốn còn muốn dùng xà hồn thích tốc chiến tốc thắng, nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi, không cần dùng đến nữa thôi. Sau nửa canh giờ, môn hộ động thiên 10 vị vực chủ chỉ còn lại 4 vị. Nhân tộc chuẩn bị chiến. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Trong thời gian một tháng này, Mộc tộc đại quân của ta không hề ngừng nghỉ tấn công môn hộ, nhưng lại không có dấu hiệu quả, nhưng lại không có hiệu quả dù chỉ là một chút. Ơi, tên Dương Khai đó thực sự là sẽ kiệt sức. Là Dương Khai. Ơi, tên này quả nhiên là không chống cự được nữa rồi. Dựa vào một mình hắn thì không thể nào ngăn cản đoàn tấn công bắn phá liên tục trong vòng một tháng của vô số cường giả Mặc tộc chứ. Tiếu rồi. U Hoành, ngươi đi giết hắn đi. Dựa vào cái gì mà lại phải ta làm chứ? Cái tên khốn kiếp này rõ ràng là sợ tên nhân tộc đó cố tình tỏ ra yếu đuối, cho nên mới để mình lên để thử. Ngươi đi hỗ trợ hắn. Vâng. Các ngươi đúng là không biết sợ chết mà. Thôi bỏ đi, đã tới nước này rồi chỉ có thể quyết chiến một trận thôi. Giết. Ơi, để ta giữ chân nả ta. Ngươi đi giết Dương Khai đi. Đối phó với nữ tử nhân tộc này dễ hơn Dương Khai kia rất nhiều. Cho dù U Hoành thực sự là bị tên nhân tộc đó dọa sợ, nhưng bây giờ đối phương đang bị thương tích đầy mình, cho nên cũng không dám giết tên vô dụng như vậy. Cút hết ra, kêu Dương Khai ra đây chịu chết đi. Tìm thấy rồi, hôm nay chính là ngày tàn của người Dương Khai đấy. Bên ngoài môn hộ còn có hàng trăm vạn Mặc tộc đại quân, xông ra ngoài thì không khả thi cho lắm, cho nên chỉ có thể dùng cách dụ địch tiến vào sâu. Nhưng mà sao hai tên vực chủ ở bên ngoài lại vẫn chưa tiến vào? Như vậy cũng quá cẩn thận rồi đấy. Ta cũng đã thế thảm như vậy rồi, các ngươi không phải là nên mau chóng tiến vào liên minh giết ta hay sao? Ây, là ảo giác hay sao? Sao mình lại có cảm giác khí tức của tên Dương Khai này trái lại càng chiến đấu lại càng mạnh vậy? Thôi bỏ đi, nếu có thể giết cả hai vực chủ này thì cục diện khó khăn này cũng có thể được phá vỡ rồi. Giết. Mình vốn dĩ tính không che giấu thực lực của bản thân, sau khi hắn căn dặn những cường giả tộc người được bảo lưu triển khai những thần thông bí thuật lớn mạnh, đánh bại những lãnh chủ Mặc tộc xông vào đây, là tuyệt chiêu hắn nhắm vào thần hồn. Tên nhân tộc này cố tình tỏ ra yếu đuối, chính là vì để dẫn dụ bọn ta tiến vào lưới này. Đây là một cái bẫy.
ta phải mau chóng bỏ chạy, nếu không thì một khi tên nhân tộc gian xảo kia rút tay về, thì mình chính là mục tiêu tiếp theo của hắn. Vô Hoành, ngươi lại muốn làm lính đào ngũ hay sao? Ngươi muốn chết thì tự mình đi mà chết, đừng có kéo theo ta, ngươi. Còn có vực chủ đang trên đường tới chi viện, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Nếu từ sớm biết như vậy, cho dù môn hộ vừa nãy đã bị phá vỡ, thì cũng không nên tấn công vào. Đúng là một bước sai thì toàn bộ đều sai. Phóng tỏa môn hộ này lại. Nếu nhân tộc dám xông ra đây thì giết hết. Bên trong động thiên càn khôn, Lý Tử Ngọc, bọn họ lại ở đây, những người khác đi theo ta giết kẻ địch. Vâng. Long hóa, cổ long dài 7.000 trượng. Hàng trăm vạn mặc tộc đại quân phong tỏa bốn phía hư không. 5 giây này chính là cực hạn mà ta có thể kiên trì được. Kỳ lạ, không ngờ lại không cảm nhận được khí tức của vực chủ. Chuyện gì vậy, lẽ nào bọn chúng bỏ trốn rồi? Giết! Vực chủ đã bỏ trốn, các ngươi còn không mau chóng đầu hàng. Manaja đại nhân đâu rồi? Ngài ấy mới nãy còn ở đây mà. Còn có anh Tháp đại nhân và U Hoành đại nhân nữa, cũng không thấy đâu cả. Bọn họ thực sự là bỏ chạy rồi, chúng ta bị vứt bỏ rồi. Ấy, con rắn mất đầu, cũng đồng nghĩa với việc đại quân trăm vạn tan rã trong phút chốc. Giờ đây đã không còn gì phải sợ nữa. 300 vạn đại quân của Mặc tộc đã chết trong trận chiến. Mặc tộc muốn bỏ trốn, đừng buông tha cho bọn chúng. Đợi đã, không cần phải đuổi theo đâu. Nhân tộc cũng đã bị tổn thất không ít ở trong trận chiến này. Cứ đuổi theo một cách mù quáng, chỉ sẽ đem tới nguy hiểm không cần thiết. Vâng. Ta lần đầu tiên phát hiện tác chiến ở trong trận chiến quân đoàn quy mô lớn như vậy còn sướng hơn việc đánh mấy trận chiến lặt vặt. Nếu tác chiến quân đoàn đều là như vậy thì ta cũng không phải là không thể chấp nhận. Cảm giác bốn phía. Đại nhân bên ngoài, vực chủ bỏ chạy, Mặc tộc đại nhân đã bị đánh lùi. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi. Đúng vậy. Đội trưởng, chúng ta cần mau chóng rời khỏi tương tư vực. Chúng ta nên giết hay nà? Ta đoán ba vị vực chủ bỏ chạy đang trấn thủ ở ngũ đạo vực môn của tương tư vực. Với binh lực hiện tại của chúng ta, nếu muốn giết thì nguy hiểm sẽ rất lớn. Làm sao đây, nếu ở lại đây quá lâu thì bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ quay lại giết chúng ta thêm lần nữa. Yên tâm, ta tự có cách của ta, các vị đi theo ta. Dương Khai và Phùng Anh mở ra môn hộ càn khôn ở trước mặt mọi người. Lục phẩm và dưới lục phẩm thì đi vào càn khôn của Phùng Sư Tỷ, còn thất phẩm thì đi về phía của ta. Cha nuôi, cha có chống cự nổi hay không đó, hay là bọn con không tiến vào nữa? Bớt nói nhảm đi, tất cả đều cút vào trong. Thực sự tưởng ta không nhìn rõ đường tâm tư muốn tiếp tục ra ngoài vui chơi của các ngươi hay sao? Ấy, các ngươi nghe lời đi, bên ngoài nguy hiểm lắm, đừng để đội trưởng của chúng ta phải lo lắng nữa. Mọi người tiến sát lại gần ta. Không tài nào tập trung nhìn được hành lang dần về thế giới thụ, là bởi vì mình dẫn theo quá nhiều người hay sao? Thụ não cứu mạng. Ấy, thụ não quả nhiên là đáng tin cậy mà. Chúng ta mau qua đi thôi. Được rồi, lên dậy rồi. Ngủ thêm đi. Thế giới thụ. Sức mạnh của thụ não lại trở nên suy yếu như vậy. Xem ra muốn thụ não tiếp ứng bên này không phải không có giá trị, chẳng qua là trước giờ chưa từng nói gì. Đây chính là thế giới thụ. Sao lại tan tã như vậy? Sự tồn tại của thụ não có quan hệ tổn hại thì cũng tổn hại. Vinh dự thì cũng vinh dự với các đại vực. Nay nhiều đại vực bị Mặc tộc chiếm cứ, thiên địa đại đạo băng liệt, thụ não cũng chịu phản vệ. Đó là thế giới quả. Là thế giới quả, chẳng qua là không thể nào hái. Nay trong mỗi quả còn lại đều dung hòa vào một thế giới càn khôn chân chính. Đây chính là toàn bộ thế giới càn khôn mà hiện tại còn tồn tại. Còn tồn tại lại. Chư vị tranh thủ thời gian để hồi phục. Chờ thời cơ đến rồi, chúng ta mượn thế giới thụ để về tinh giới.
Nếu không phải là tên khốn này bỏ chạy, dựa vào sự phối hợp của ba vị vực chủ với 100 vạn đại quân của Mặc tộc, vẫn có sức chiến đấu với nhân tộc. Nhìn gì chứ, nguy hiểm tự mình không nên, ai bảo người khác đi tặng mạng, ta mới không chịu thiệt thòi này. Tuy nhân tộc không ra khỏi động thiên, nhưng chúng ta chưa hẳn là không có cơ hội cộng thêm chúng ta. Trong tương tư vực đã có 9 vị vực chủ, dư sức giữ lại bọn nhân tộc đó. Nhưng chớp mắt đã 10 ngày rồi, các vực môn ở trong tương tư vực không có chút động tĩnh nào, cũng không biết họ trốn đi đâu rồi. Mặc tộc ta đâu phải là không có bình, phái mấy tiểu đội ra tìm chẳng phải là được rồi sao? Làm vậy đi dặn dò, cho dù đào đất ba thước, cũng phải đào Dương Khai ra cho chúng ta. Nửa năm sau, cái gì? Tìm nửa năm vẫn không có chút tin tức nào của Dương Khai, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Đại đại nhân bất giận, bọn nhân tộc đó thật sự là không để lại chút dấu vết nào sao? Phế vật đều là phế vật. Hư không tinh giới, người nào phạm tinh giới ta? Du tử quy hương, Hồng Trần đại nhân đừng hoảng loạn. Dương Khai. Là Dương Khai về rồi. Con bất hiếu Dương Khai, làm cha mẹ lo lắng rồi. Đứng lên, nay con cũng là quân đoàn trưởng một quân, ở ngoài đại diễn mặt mũi của đại quân nhân tộc. Người nào không có cha mẹ, không có cha mẹ lấy đâu ra nhân tộc ngày nay? Khoảng thời gian này, may mà có làng chế luyện đan dược cho nhân tộc, vất vả rồi. Không vất vả. Đại tổng quản, có. Phiền cô sắp xếp mấy người này một chút. Đây, cái này ít nhất có hơn vạn người. Không chỉ có vậy, bên trong đầu là thất phẩm. Cũng chủ mấy người này nè. Thả lượng tiểu càn khôn của Dương Khai lớn cỡ nào? Phần lớn được cứu ra từ trong tương tư vực, còn có du nghiệp giả đi trợ trận. Ta hiểu rồi, chư vị mời đi theo ta. Các người đừng đi nữa. Cha mẹ ở đây, làm nũng với ta cũng vô dụng. Các vị tiền bối của Động Thiên Phúc Địa, Dương Mỗ từ xa về không tiếp đãi chư vị nữa. Hôm khác đến nhà thăm viếng. Chư vị mau xem. Mấy đệ tử bế quan tu hành ở trong Lăng Tiêu Cung, lúc này đột phá hết rồi. Khí vận tinh giới thập nhập đầu, Lăng Tiêu Cung độc chiếm tam đấu. Sau này cường giả của nhân tông, bên Lăng Tiêu Cung chắc chắn là không ít, khí vận không suy. Trong Lăng Tiêu Cung, tiểu tử, bảo ngươi giúp đỡ. Ngược lại chẳng giúp được gì, đứng sang một bên. Sủi cảo không rõ tên. Ây, đau. Bao nhiêu năm rồi, nơi này cuối cùng cũng có dáng vẻ của một gia đình. Con thường xuyên ở bên ngoài, cũng không biết có ăn uống tử tế hay không, lần này phải ăn nhiều một chút. Cha mẹ, thật sự không ăn nổi nữa rồi. Con trai còn phải tìm Hoa tổng quản nghị sự nữa, không ở lại lâu được. Nghị sự đại điện. Đến nay, tinh giới có thể nói là nhân đại hậu phương quan trọng nhất của nhân tộc. Bởi vì thế giới thụ cây con, gần như mỗi một năm đều có lượng lớn khai thiên cảnh sinh ra ở tinh giới. Tất cả đều là thiên tư tuyệt trần, thiên tư tuyệt luân. Sau đó bởi vì chiến trường không chi vực nhân tộc thất bại, đại vực võ giả các nơi di chuyển đến tinh giới, dẫn đến tình hình bước đầu của tinh giới không hề lý tưởng, vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là cường giả của Động Thiên Phúc Địa ra mặt, cho phép các đại thế lực lấy vực làm đơn vị, xây dựng hành cung ở bên cạnh tinh giới. Sau đó lại cho phép nếu các thế lực lớn nhỏ di rời đến, tiến hành kiểm tra tư chất, nếu có thể thông qua, thì có thể tùy ý tuyển chọn tiến nhập vào đạo trường của Động Thiên Phúc Địa để tu hành. Việc kiểm tra này nói không khó. Nói khó không khó, chỉ có những thiên tài thật sự mới có thể thông qua. Có loại sắp xếp thế này, hỗn loạn ban đầu mới coi như là được bình định. Chẳng trách ngoại vây của tinh giới lại nhiều mảnh vụn phù lục như vậy. Những thứ đó đều là hành cung của các đại thế lực liên thủ dựng thành hay sao? Đúng vậy, nếu không phải là môi trường của ma vực không thích hợp, bọn họ có lẽ là càng nguyện ý đến ma vực hơn. Càn khôn thế giới thích hợp để sinh tồn tu hành ở Lăng Tiêu Cung không nhiều,
Ngoại trừ tinh giới thì chính là ma vực rồi. Ta hiểu, địa bàn của đạo trường các nhà đều như vậy. Các thế lực di chuyển đến quá nhiều, tinh giới không đủ để chia. Nhưng mà còn có một điểm, luận về môi trường tu hành phía ma vực. Ma khí lồng hậu không bằng tinh giới, ngoại trừ võ giả tu hành ma công và đệ tử của vạn ma thiên. Đối với đa số võ giả ma nói, ma vực không phải là nơi tốt đẹp gì hết. Không, đợi đã. Số người không đúng, võ giả di rời, sao lại chỉ chút người như vậy? Mặc dù ngoài tinh giới có hành cung của các đại vực, nhưng những hành cung đó có thể dung nạp được bao nhiêu võ giả cơ chứ? Võ giả của 3.000 đại vực di rời đến không thể nào chỉ có chút ít như vậy được. Võ giả lưu lại hành cung bên ngoài tinh giới là số ít. Đa số đều đã sắp xếp tiến vào tấn đại vực rồi. Bên đó vô luận là tầng cấp của thiên địa đại đạo hay là vật sản đều rất thích hợp để phát triển. Quay về cùng ta đi một chuyến đến tân đại vực. Dạ. Nghe nói phía cô đã giấu 200 đệ tử. Đúng, đã báo với tổng phủ tư rồi. Cũng nhận được sự cho phép của tổng phủ tư. Đây là danh sách của 200 đệ tử đó. Không chỉ mình đang tiêu cung ta làm vậy, hạt giống tốt. Trực tấn thất phẩm của các đại động thiên phúc địa về cơ bản cũng đều bị giấu đi. Chỉ là bọn họ không nhiều người như chúng ta. Cung chủ có cảm thấy có gì không thỏa đáng hay không? Thôi vậy, việc này để sau rồi nói, ta tự có kế hoạch. Cứ cảm thấy võ giả khổ tu ra như vậy không có tiềm lực quá lớn. Kinh niên nhất biệt, công lực của Hồng Trần đại nhân càng thêm thâm hậu rồi. Có phải cũng là vì cây con mà chăm sóc ra được hả? Đúng là vậy, không chỉ thế, thiên địa vĩ lực ở trong tiểu can khôn của mấy đại đế chúng ta cũng càng ổn định hơn người khác một chút. Cho nên khai thiên cảnh đồng phẩm dài, thực lực của chúng ta càng mạnh hơn, tốc độ tu hành nhanh hơn, thiên địa vĩ lực cũng trở nên ổn định hơn. Sao nghe có vẻ giống với tình hình của ta vậy? Cơ duyên của ta bắt nguồn từ cây con của thế giới thụ trong tiểu càn khôn. Còn một cây con của thế giới thụ khác bắt nguồn ở tinh giới. Ta hiểu rồi. Nguồn gốc trong sắp của cây con là rút đi nội tình của các càn khôn thế giới khác, hội tụ ở tinh giới. Mà mấy người đoạn hồng trần lại là đại đế của tinh giới, đồng căn đồng nguyên, vì vậy cũng rút ra nội tình của cây con. Ngươi hiểu cái gì rồi? Ơi, nhưng mà loại rút ra này cũng có cực độ. Nói nhiều thêm nữa, không nói đến bản thân thụ lão có chịu nổi hay không, đều là hiệu quả nuôi dưỡng, hiệu quả nuôi dưỡng cũng sẽ yếu đi. Đúng rồi, lần này ta quay về, rõ ràng cảm thấy có người chứng đạo đại đế rồi, là ai? Chứng đạo không phải tấn thăng khai thiên, mà là được tinh giới thiên đế đại đạo thừa nhận, được ban phong hiệu chứng đạo giả, cũng chỉ là đế tôn cảnh, nhưng khác với đế tôn cảnh bình thường khác là đại đế. Là vô vi đại đế. Ơi, ngươi còn nhớ thạch đại tráng kia hay không? Ngu trưởng não là khách khanh trưởng não của lăng tiêu cung ta, thạch đại tráng tự nhiên cũng là người của lăng tiêu cung ta. Cũng chính là nói, lăng tiêu cung ta đến nay có hai vị đại đế. Sự thực đã chứng minh, mắt nhìn người của ngu trưởng não không tồi, thạch đại tráng chỉ dùng 200 năm ngắn ngủi liền tấn thang đế tôn, phong vô vi địa đế. Về sau lại trực tiếp tấn thang thất phẩm khai thiên, tiền đồ tương lai rộng mở. Việc tốt, không cần biết vô vi đại đế xuất thân ở nơi nào, ngày sau chỉ cần có thể tấn thang cửu phẩm, đều là trung lưu trụ cột của nhân tộc. Có một việc, ta và đám thiết huyết vẫn luôn không công bố ra bên ngoài. Vừa hay ngươi quay về rồi, hỏi thử ý kiến của ngươi. Hồng Trần đại nhân mời nói. Thực ra việc này không cần ta nói, có lẽ là ngươi cũng biết. Nhưng mà ngươi vừa quay về, có thể không quá để tâm. Đã thương lượng của Bình Thị... Thả lượng của Bình Thiên Địa tinh giới hình như là tăng lên rồi. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đại điện nghị sự của Lăng Tiêu Cung, thả lượng của Bình Thiên Địa tinh giới hình như là tăng lên rồi. Số lượng đại đế có bao nhiêu có liên quan đến thả lượng lớn nhỏ của Bình Thiên Địa. Thả lượng càng lớn, có thể diễn sinh ra càng nhiều đại đế. Tinh giới từ trước đến nay nhiều nhất chỉ có 10 vị đại đế,
Theo lý mà nói, Thạch Đại Tráng tấn thăng đại đế, thể tích của mình tinh giới thiên địa này đã đến cực hạn rồi, không thể nào diễn sinh ra đại đế khác nữa. Nhưng cảm nhận được thiên địa đại đạo hình như là còn không gian dung nạp, thể lượng của tinh giới vậy mà còn chưa đến cực hạn. Bình thiên địa có biến hóa từ lúc nào vậy? Cụ thể thì không rõ ràng, chỉ biết sau khi vô vi chứng đạo, thể lượng của thiên địa bình hình như lại có một chút tăng trưởng. Lẽ nào là vì cây con? Ngoài việc này ra thì không có cách giải thích nào khác nữa. Ngươi cũng biết đấy, thể lượng của thiên địa bình có liên quan đến tầng cấp đại đạo của bản thân càn khôn thế giới. Có những càn khôn thế giới đại đạo tầng cấp cao, thể lượng của thiên địa chi bình càng lớn, đại đế có thể diễn sinh ra tự nhiên là nhiều, ngược lại thì ít đi. Theo tình hình thông thường này, tầng cấp đại đạo của càn khôn thế giới nào ổn định, cho nên số lượng đại đế của tinh giới cũng là ổn định. Mà đến nay, cây con chăm sóc nhiều năm như vậy, tầng cấp đại đạo của tinh giới khác với lúc trước. Đây có lẽ chính là nguyên nhân tăng lên thể tích của bình thiên địa nhỉ? Đúng là vậy, vốn tưởng rằng tác dụng của cây con chỉ là chăm sóc, vậy mà không thể ngờ còn có một tầng. Diệu dung như vậy, cả tinh giới đều được thu lợi. Chỉ là, cho đến nay trong tinh giới, có không ít đệ tử cổ động thiên phúc địa. Nếu bọn họ tấn thăng đại đế, tự nhiên cũng sẽ chiếm cứ vị trí của bình thiên địa kia. Ngươi nghĩ có cần công bố với bên ngoài hay không? Ta biết việc ngài lo lắng, nhưng mà vẫn là công bố đi. Lúc này giấu giếm thì cũng quá nhỏ mọn. Đến nay, nhân tộc ngoại địch xâm nhập, công bố ra ngoài, cũng có thể kích phát lòng tranh giành của các hậu bối. Vậy theo người, đại tổng quản quay về tìm cơ hội đem tin tức phát tán ra ngoài đi, cứ giao cho ta. Phía tinh giới vẫn quá chật chội. Đúng vậy, cùng với sự di rời của các đại vực võ giả, động thiên phúc địa vứt bỏ căn cơ đã kinh doanh vô số năm. Một tinh giới đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của nhân tộc. Cả nhân tộc hội tụ một nơi, nhìn thì có vẻ hoành tráng, thực tế đối với phát triển tương lai có không ít tai hại. Đại tổng quản, cùng ta ra ngoài đi dạo đi, nếu như một tinh giới không đủ dùng, vậy không bằng tạo thêm một tinh giới nữa. Tân Đại Vực. Số lượng càn khôn thế giới ở phía Tân Đại Vực không nhỏ, nhưng mà dễ ở chỉ có 12 cái. Đến nay, cũng căn bản đều là lấp đầy người rồi. Đó là U Lam giới, sắp xếp cả trăm nhân tộc di rời đến. Còn có càn khôn khác hay không? Muốn chế tạo tinh giới thứ hai thực ra rất đơn giản, chỉ cần chọn một càn khôn thế giới để trồng cây con xuống là được. Chỉ là tình hình hoàn cảnh của 12 càn khôn thế giới này đều không phải là lý tưởng nhất. Ngược lại vẫn còn 3 tòa, nhưng thiên địa đại đạo của 2 tòa trong đó không quá hoàn thiện. Nếu là võ giả sinh sống trong đó, tu vi tăng lên có thể sẽ rất chậm. Vậy vẫn còn 1 tòa thì sao? Còn có một tòa càn khôn đại đạo tầng cấp không thấp, nhưng mà môi trường lại có chút đặc thù. Ở trong đó yêu tộc hoành hành, đại yêu tòng sinh, rất nhiều địa yêu đều có trình độ đến đế tôn cảnh đỉnh cấp. Năm đó khi võ thú đại nhân phát hiện giới này, còn thu phục mấy vị đại yêu, và đem nơi này đặt tên là Vạn Yêu Giới. Đi xem thử. Vạn Yêu Giới. Tu vi của những đại yêu này, kẻ nào cũng sánh ngang với đế tôn cảnh đỉnh phong, còn có nhục thân của yêu tộc cường giả, thực lực không tồi. Nhưng mà yêu tộc nơi này tu hành chỉ dựa vào bản năng, không biết cách tu luyện hóa hình thành người. Đến đế tôn cảnh đỉnh phong, căn bản không thể nào đi tiếp được nữa. Thực tế, những năm tháng yêu tộc thống trị chư thiên, yêu tộc sở hữu cách tu hành của chính mình. Bọn họ không cần hóa thành hình người cũng có thể không ngừng đề thăng thực lực. Rồi thì, cùng với sự diệt vong của thời kỳ thượng cổ, tu hành pháp môn của yêu tộc cũng thất truyền rồi. Cho nên, đại yêu đến nay chỉ có thể duy trì yêu thần. Đây là sự gò bó của thiên địa, cũng là chế ước của đại đạo. Công chủ, chỉ là truyền cho bọn họ một bộ pháp môn tu hành.
Đây chính là ô quảng truyền thụ cho ta, có thể tấn thăng cửu phẩm, thượng cổ yêu tộc công pháp. Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Vạn yêu giới. Xem ra các đại yêu muốn đột phá ràng buộc cũng phải trải qua khó khăn trắc trở. Kiếp nối hỏa này là thử nghiệm của thiên đạo. Chịu được thì biển rộng trời cao, không chịu được thì chấm dứt tất cả. Sau mấy canh giờ, điện càn khôn mới. Có điện càn khôn này và đại trận càn khôn, sau này nhân tộc muốn đến vạn yêu giới cũng tiện hơn nhiều. Đúng lúc, có một người bạn mới đến, chúng ta đi gặp nó. Đại yêu cự hổ. Hay lắm, vừa mới trải qua, kiếp hỏa lôi đã có thể có uy thế của tam phẩm khai thiên rồi. Nâng cấp của tiên thiên cảnh có ràng buộc bẩm sinh. Nhưng yêu tộc thì không có, thiết nghĩ sau này thành tựu của con đại yêu này chắc chắn là sẽ không thấp. Lần đầu gặp mặt, tặng ngươi một bí pháp có thể biết tiếng người làm quà gặp mặt. Người, ai? Ta là cung chủ của Lăng Tiêu Cung Dương Khai, hôm nay đến Quý Bảo Địa. Truyền các ngươi cách tu hành, làm vật trao đổi, sau này ta sẽ sắp xếp vài người đến đây tu hành. Địa bàn của ta, sau này là của ta. Dựa vào đâu? Dựa vào ta lợi hại hơn người, hống hách cắn chết người. Sau mấy phút sau, địa bàn này của ngươi hay là của ta? Ta nói không tính. Từ nay vạn yêu giới do ta làm chủ, đám thú các ngươi có ý kiến gì không? Hai tên đó, nói không được muốn ăn ngươi. Khỉ khỉ, nói dóc, ai không được chứ? Đây là vu khống, rõ ràng bọn ta đã đồng ý rồi, con hổ chết tiệt lại dám làm liên đảo trắng đen. Được, nếu như chư vị đều đồng ý rồi, vậy sau này vạn yêu giới là địa bàn của Dương Mỗ. Của Dương Mỗ nhân ta rồi, sau này ta sẽ đưa vài nhân tộc qua đây tu hành, mong chư vị ràng buộc tốt bộ chúng, ràng buộc tốt bộ chúng của mình. Không được tùy tiện đả thương người. Nếu có yêu đả thương người thì sao? Giết. Nếu nhân tộc đả thương bọn ta thì sao? Yên tâm, ta cũng sẽ nói rõ với nhân tộc đến đây tu hành, không được làm hại yêu thú của vạn yêu giới. Nếu có kẻ làm trái cũng giết. Thôi được, nhân tộc ngươi, hành sự công bằng. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi, chứ vị và đi. Cung chủ, thiên địa đại đạo của vạn yêu giới này thích hợp với yêu tộc tu hành hơn. Nếu nhân tộc đến đây chưa chắc đã thích hợp. Lúc trước không thích hợp, sau này thì chưa chắc. Đây là thế giới thụ. Vạn yêu giới định sẵn sẽ trở thành tinh giới thứ hai. Đúng vậy. Có cây con của thế giới thụ ở đây, toàn bộ sinh linh sinh tồn ở trong giới này đều sẽ được lợi. Khi cô về điều động vài người đến tọa trấn giới này trước. Vạn yêu tộc khoảng 50 năm sau mở ra, mọi người phải dùng chiến công để đổi vị trí, di rời đệ tử, bao gồm cả Lăng Tiêu Cung. Còn về số chiến công cần để đổi vị trí danh sách này, chờ bên tổng phủ tư công bố. Cung chủ suy nghĩ chu toàn. Cô về tinh giới trước đi, ta có việc đến ma vực một chuyến. Đỉnh núi ma vực. Không hổ là ta, đã lớn mạnh vậy rồi,